thần y trở lại, Ngô Bình. chương 201, Triệu Vương Tôn. Hai người đi vào, Diệp Thiên Tông cúi đầu thật sâu, vãn bối Diệp Thiên Tông kính chào tiền bối. Người đàn ông trung niên mở mắt ra, đó là một đôi mắt vô cùng sáng rõ, linh động. Trong đôi mắt tựa như có hai ngọn lửa đang hừng hực cháy khiến trái tim Ngô Bình giật nảy. Tất nhiên chỉ đôi mắt nhìn thấu vạn vật của Ngô Bình mới có thể nhìn thấy ngọn lửa đó, điều này nghĩa là năng lượng thần hồn của người này vô cùng mạnh mẽ. Diệp Thiên Tông, sư phụ của cậu có khỏe không? Ông ấy nói vì đã quá lâu không nói nên giọng điệu cứng nhắc. Diệp Thiên Tông vội nói thưa tiền bối, gia sư vẫn khỏe. đã đột phá địa tiên chưa? Ông ấy hỏi tiếp. Diệp Thiên Tông nói vẫn chưa ạ. À? Ông ấy khẽ thở dài, nếu vẫn chưa đột phá thì hy vọng cũng khá ít ỏi, chỉ tiếc ông ấy khương lại một chút rồi nói ta gọi cậu đến là vì có việc cần nhờ diệp thiên tông vội nói không dám tiền bối cứ việc dặn dò vãn bối dù có thịt nát xương tan cũng sẽ tận tâm dốc sức triệu vương tôn liền bật cười không nghiêm trọng như vậy đâu cậu hãy giúp ta chuẩn bị một loại thuốc có thể khơi dậy tiềm năng của sinh mệnh ta cần dùng diệp thiên tông xứng ra tiền bối cần loại thuốc này làm gì triệu vương tôn lạnh nhạt nói đám ngu xuẩn đó dám dùng tượng ma để đổi cái người sắp chết như ta giữa bọn ta có món nợ máu thế nên ta quyết định trước khi chết sẽ đánh đến đông doanh giết tên chó oda tamura giết luôn đám cao thủ tà đạo của đông doanh báo thù rửa hận cho những người dân vô tội chết đi năm đó diệp thiên tông kinh hãi tiền bối như thế không được triệu vương tôn nhìn diệp thiên tông nói thời gian còn lại của ta còn chưa đủ một năm nữa có thể dốc chút sức mọn vì quốc gia này trước khi chết, dù có chết ta cũng không hối tiếc. Diệp Thiên Tông đột nhiên quỳ xuống, "Tiền bối, xin người hãy cho chúng tôi một chút thời gian, chúng tôi nhất định sẽ tìm được linh dược chữa khỏi cho tiền bối." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Triệu Vương Tôn phất tay, "Không cần đâu, linh dược đâu có dễ tìm như thế, hơn nữa cho dù tìm được linh dược thì chưa chắc đã chữa khỏi được cho ta. Ta bị tà độc ăn mòn gần trăm năm." có thể gần như đã mục nát thần hồn bị vấy bẩn chẳng thuốc nào chữa được đâu chưa chắc đâu ngô bình đột nhiên nói anh nhìn triệu vương tôn với dáng vẻ tự tin vô cùng còn nở một nụ cười triệu vương tôn nhìn anh cậu nhóc chẳng lẽ cậu có cách chữa cho ta sao ngô bình chắp tay cúi người thật sâu vãn bối ngô bình kính chào tiền bối vãn bối quả thực có cách chữa khỏi cho tiền bối diệp thiên tông vội vàng giới thiệu tiền bối đây là tiểu sư đệ của tôi là đồ đệ mà gia sư năm nay mới nhận. Cậu ấy tinh thông y thuật, tôi đưa cậu ấy đến vì muốn để cậu ấy xem tình hình vết thương của tiền bối thế nào. Triệu Vương Tôn liền bật cười, cậu nhóc à, hôm qua tất cả những thầy thuốc nổi tiếng toàn thế giới này đã hội tụ ở đây nhưng chẳng ai có cách gì, cậu nói cậu có thể chữa khỏi sao? Cậu tài giỏi đến đâu mà lại nói thế? Ngô Bình chỉ mỉm cười, anh đi đến trước mặt Triệu Vương Tôn, nói tiền bối tu vi cao thâm, hơn nữa còn có tiên pháp hộ thể. Thế nên tuy bị tà khí xâm nhập nhưng sức sống vẫn chưa tắt hẳn, có thể kiên trì thêm gần trăm năm. Tôi thấy tu vi của tiền bối mới chỉ là địa tiên thời kỳ đầu, nếu có thể đột phá vào lúc này thì cần gì sợ tà độc còn con. Triệu vương tôn sững sờ, đột phá, sau đó ông ấy liền lắc đầu. Không thể nào, cảnh giới thứ hai của địa tiên vô cùng khó, bây giờ ta còn đang bị thương nặng, cho dù là trước khi ta bị thương thì cũng không thể nào nắm chắc việc đột phá. Ngô Bình nói, đó là vì Tiền Bối chưa gặp được tôi. Triệu Vương Tôn chợt thấy hứng thú, nói cậu nhóc à, cậu ăn nói cũng lớn lối đấy, dám nói là có thể giúp ta đột phá. Vậy cậu hãy nói cho ta biết đi, làm sao để giúp ta đột phá? Ngô Bình lấy huyết chi và cốc ngọc ba chân ra, nó, huyết chi có thể bồi bổ cơ thể bị suy yếu của Tiền Bối, cốc ngọc ba chân có thể chữa trị cho vết thương của Tiền Bối. Sau đó tôi sẽ dùng đại nghịch thần châm để khơi gợi tiềm năng của Tiền Bối từ đó đột phá cảnh giới thứ hai của địa tiên. Triệu vương tôn kinh ngạc, đại nghịch thần châm. Đúng vậy, đại nghịch thần châm có thể mượn sức mạnh tà độc để đưa tiền bối thoát khỏi nghịch cảnh, đột phá cảnh giới thứ hai của địa tiên. Nói cách khác, tà độc mà tiền bối phải chịu đựng suốt 100 năm nay không phải là chuyện xấu mà ngược lại còn là chuyện tốt, Ngô Bình nói. Triệu vương tôn kinh hãi, nói cậu, cậu nhóc à, y thuật của cậu thật lạ kỳ. Ngô Bình cười nói, về bản chất, tà độc và linh khí không có sự khác biệt. Cảnh giới thứ hai của địa tiên còn được gọi là cảnh giới thuần dương, một khi bước vào cảnh giới này thì tà độc sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh tiên nguyên. Triệu vương tôn im lặng, mãi hồi lâu sau mới hỏi, cậu nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Khoảng 60 đến 70 phần trăm, Ngô Bình nói, đây là tính toán thấp nhất của anh. Triệu vương tôn liền cười lớn, ông trời vẫn chưa tuyệt đường của triệu vương tôn này. Được, ta muốn thử, cậu nhóc, làm phiền cậu rồi ngô bình nói ngoài ra tôi cần một cây sâm vương sâm vương sao diệp thiên tông nghĩ một lúc rồi nói cái này để anh diệp thiên tông đi rồi ngô bình liền nói tiền bối chúng ta hãy dùng huyết chi trước trong huyết chi có chứa độc tố ngô bình dùng mấy loại thuốc để trung hòa anh nấu thành canh ngay tại chỗ để triệu vương tôn uống sau khi uống bát canh huyết chi sắc mặt triệu vương tôn liền trở nên khá hơn nhưng khí đen trên mặt càng đậm hơn lúc này đã qua hai tiếng, diệp thiên tông đã quay lại, ông ấy cầm theo một cái hộp ngọc. sau khi mở ra, trong hộp có một cây sâm vương. cây sâm vương này đã thành hình người, nặng dưới ba lạc, toàn thân trắng như ngọc, mùi sâm nồng đậm. diệp thiên tông nói, sư đệ, cây sâm vương này dùng thế nào? ngô bình nói, dùng nó và cốc ngọc ba chân, phối hợp thêm vài loại thuốc nữa để điều chế thành canh sâm cốc tam bổ, có thể bồi bổ nguyên khí, bồi bổ vết thương, bồi bổ tinh thần nói xong anh liền bắt tay vào chế thuốc. Cách chế loại thuốc này khá phức tạp, bỏ thuốc nào vào trước, xử lý thuốc thế nào, nấu bao lâu, tất cả đều phải vô cùng tỉ mỉ. Nấu suốt 3 tiếng đồng hồ, một bát canh có màu sắc tựa như ngọc tím ra lò, Ngô Bình bảo Triệu Vương Tôn hãy uống hết nhân lúc còn nóng. Sau đó anh liền ngồi cạnh để nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị bước châm cứu kế tiếp. Dùng đại nghịch thần châm mất rất nhiều sức lực, anh phải giữ trạng thái tốt nhất. Nửa tiếng sau, canh sâm cóc tam bổ đã phát huy tác dụng, hơn 3 tiếng đồng hồ sau thì canh phát huy tác dụng đến đỉnh điểm. Triệu vương tôn cảm giác được vết thương trong cơ thể mình và vết thương của thần hồn đều được chữa trị, nguyên khí dồi dào. Thậm chí ông ấy còn cảm thấy trạng thái bây giờ của mình còn mạnh hơn cả trước khi bị cầm tù ở Đông Doanh. Nhưng sự mạnh mẽ này chỉ là tạm thời, cùng lắm chỉ duy trì được một tiếng. Ngô Bình đột nhiên mở mắt ra nói, tiền bối, xin hãy chuẩn bị ký. Triệu Vương Tôn đã cởi toàn bộ quần áo, ông ấy ngồi xếp bằng để Ngô Bình châm kim. Ngô Bình điều động chân khí màu vàng kim, bắt đầu châm cứu cho Triệu Vương Tôn. Chân khí màu vàng kim đi theo cây kim vàng vào sâu trong kinh mạch, anh có thể cảm nhận trong cơ thể Triệu Vương Tôn có một luồng tiên lực hùng hậu còn mạnh mẽ hơn cả chân khí vàng kim của anh. Triệu Vương Tôn không hề phản kháng mà để cho chân khí đi vào cơ thể. Chân khí vàng kim đi khắp 108 huyệt đạo trong cơ thể ông ấy việc châm kim phải liền mạch lưu loát, quá trình chỉ vỏn vẹn chưa đầy một phút. Ngô Bình ra tay nhanh như chớp, chân khí tiêu hao rất nhiều. Khi hạ cây kim cuối cùng xuống, anh gần như mất hết sức lực, ngồi bệt xuống. Lúc này Triệu Vương Tôn thấy toàn thân mình nóng bừng, tà độc mạnh mẽ khắp nơi trong cơ thể giờ đây ông ấy lại có thể dễ dàng sử dụng. Hoặc có thể nói thể chất của ông ấy đã có sự thay đổi, tiềm năng của cơ thể được khơi dậy, từ đó có được năng lực khống chế và tận dụng tà độc lúc này tà độc và tiên lực hòa vào làm một, mãnh liệt đột phá cửa ải tiếp theo, cảnh giới thuần dương. chương 202, ải thuần dương. Canh sâm cóc tam bổ có hiệu quả đáng kinh ngạc, lại thêm cả đại nghịch thần châm nên cửa ải kiên cố đó giờ đây lại bị dao động. Âm, um, lần đầu tiên sung kích, cửa ải xuất hiện một lỗ hồng nhỏ. Sắc sắc, lần thứ hai sung kích, cửa ải mở rộng, ánh sáng trong đầu triệu vương tôn chấn động, Ông ấy lập tức điều động tâm pháp để ngưng thụ thuần dương thần phù. Ngưng tụ thần phù cần một lượng lớn tiên lực, với tu vi vốn có của ông ấy thì không thể nào làm được chuyện này. Nhưng tà độc và tiên lực hòa vào nhau, năng lượng lại trở nên dồi dào. Thuần dương thần phù cực thuần cực dương, có có hiệu quả tinh lọc cực mạnh, một khi tà độc đi vào thì sẽ bị chuyển hóa thành tiên lực thuần dương. Cả quá trình ấy Triệu Vương Tôn cảm giác như chỉ có mấy giây đã hoàn thành. Nhưng trên thực tế thì Ngô Bình và Triệu Vương Tôn đã đứng đợi bên ngoài suốt 5 tiếng. Lúc này đã là chiều ngày hôm sau, Ngô Bình đã hồi phục lại. Anh vẫn luôn quan sát quá trình tu hành của Triệu Vương Tôn, khi thấy thuần dương thần phù anh mới thở phào được một hơi. Anh mỉm cười với Diệp Thiên Tông, nói: "Sư huynh, thành công rồi." Ừm. Uhm, trong tinh thần của hai người cứ như có một cơn bão giấy lên tựa sóng thần. Người họ cứng ngắc, không thể động đậy. Triệu Vương Tôn mở mắt, ông ấy ngửa mặt lên trời cười lớn, nói, không ngờ lúc còn sống trên đời, triệu vương tôn này lại có thể đột phá cảnh giới thuần dương. Ông ấy đứng vụt dậy, cúi người thật sâu với Ngô Bình. Thần hồn của Ngô Bình vẫn còn đang chấn động, không thể tránh đi được, chỉ có thể nhận lễ của ông ấy. Sau khi vái Ngô Bình, triệu vương tôn cười híp mắt nhìn anh, nói, cậu Ngô, công ơn to lớn này ta không thể nào báo đáp bằng lời. Nào, chúng ta đi uống rượu đi. Diệp Thiên Tông mừng như điên, Chúc mừng Tiền Bối, chúc mừng Tiền Bối. Trong nhà tôi có rượu ngon, mời Tiền Bối đến chơi. Triệu Vương Tôn gật đầu, được, vậy làm phiền cậu rồi. Ông ấy kéo tay Ngô Bình đi ra cổng, không thèm qua tâm đến vẻ mặt kinh hãi của đám người bên ngoài mà lên luôn một chiếc xe đi đến nhà Diệp Thiên Tông. Trên xe, Diệp Thiên Tông gửi tin nhắn cho Dương Mộ Bạch, Tiền Bối Triệu đến nhà anh uống rượu, cậu mau đem rượu đến đi. Dương Mộ Bạch nhận được tin nhắn thì sướng ra một lúc. Sau đó kinh ngạc thốt lên, sư đệ chữa khỏi cho Triệu Vương Tôn rồi sao? Ông vội vàng lao xuống hầm rượu lấy 10 bình rượu ngon ra, sau đó lái xe đến nhà Diệp Thiên Tông. Diệp Thiên Tông sống tại một ngọn núi không tên ở ngoại ô phía tây. Căn nhà được xây ở lưng chừng núi, trụ sở chính của thần võ ti cũng được đặt ở đây. Khi đến một tòa nhà cổ, mấy người xuống xe, Diệp Thiên Tông sai cấp dưới nhanh chóng chuẩn bị cơm nước. Ông ấy mời Triệu Vương Tôn đến đại sảnh khi nói chuyện ngô bình nói đến chuyện của oda nobunaga nghe thế mắt triệu vương tôn liền sáng lên ông ấy cười nói tính cách cậu ngô rất giống với tính cách của tôi giết hay lắm nhưng chuyện này cũng lạ thật tại sao tà lực lại ít đi một phần ba ngô bình cũng không giấu mà nói tôi đã dùng nó để luyện chế một bộ pháp khí triệu vương tôn cười nói cậu đánh bừa mà cũng trúng ít đi một phần ba tà lực khiến tà công của oda nobunaga không thể nào tiến bộ được Ngô Bình rất vui mừng, ý tiền bối là Oda Nobunaga không thể nào đột phá cảnh giới địa tiên. Triệu vương tôn gật đầu, cảnh giới địa tiên vô cùng khó đột phá. Năm đó nếu không phải ta gặp được kỳ ngộ thì đời này đừng mong trở thành địa tiên. Oda Nobunaga không có đủ tà lực nên không thể nào đột phá được. Ngô Bình nhân cơ hội thỉnh giáo, tiền bối, chứ người thì còn có những địa tiên khác không? Triệu vương tôn cười nói, tất nhiên là có nhưng khi tu vi đã đến cảnh giới địa tiên thì cách nhìn về mọi việc sẽ khác đó là một cảnh giới hoàn toàn khác nói rõ ra thì cho dù bên cạnh cậu có địa tiên thì cậu cũng không nào biết được thân phận của người đó trên đời này nếu không phải là những việc liên quan đến lợi ích trọng đại thì họ sẽ không đoái hoài đâu ngô bình nói nhưng ngày xưa tiền bối cũng cầm kiếm giết rất nhiều tà tu đông doanh đấy thôi triệu vương tôn gật đầu đó là lựa của ta hơn nữa lúc đó ta cũng cảm thấy mình không thể đột phá thế nên liền nhập thế tu hành có thù tất báo lúc này dương mộ bạch đã đưa rượu đến bốn người ngồi xuống thưởng thức rượu ngon bàn chuyện giang hồ bị cầm tù gần trăm năm triệu vương tôn không hiểu biết lắm về thế giới bây giờ thấy cái gì cũng mới mẻ ông ấy thấy điện thoại của ngô bình rất thú vị liền muốn nghiên cứu nó diệp thiên tông lập tức cho người đưa một cái điện thoại mới đến để dạy ông ấy sử dụng triệu vương tôn học mọi thứ rất nhanh chẳng mấy chốc ông ấy đã hiểu cách dùng còn đưa số điện thoại cho nhóm Ngô Bình. Ngô Bình được Triệu Vương Tôn kể cho nghe rất nhiều chuyện ly kỳ trong giang hồ, chuyện lạ trốn võ lâm, anh tấm tắc thấy lạ. Đang nói chuyện thì một luồng sáng bay từ ngoài cửa vào, Triệu Vương Tôn đưa tay tiếp lấy. Ông ấy mở ra nhìn thì sắc mặt trở nên nghiêm túc, lập tức đứng dậy rồi nói, "Cậu Ngô, ta phải đi đây." Ngô Bình liền hỏi, "Tiền bối, có chuyện gì mà gấp như vậy?" "Sau này ta sẽ nói cho cậu sau." ông ấy chắp tay chào mọi người rồi đi luôn ba người ngô bình đi theo ra thì ông ấy đã biến mất tâm ngô bình rất kinh ngạc tiền bối triệu đi đâu rồi dương mộ bạch liếc nhìn diệp thiên tông sư đệ đừng nói là nơi đó nhé diệp lãnh trúc khẽ gật đầu chắc là vậy ngô bình vội hỏi nơi nào cơ côn luân dương mộ bạch nói đó là một nơi trong truyền thuyết cậu không cần phải hỏi những cái khác anh cũng chỉ biết nơi đó tên là côn luân diệp thiên tông thở dài mong rằng tiền bối sẽ sớm quay về ba người đều rất mất mát họ ngồi lại xuống ghế tiếp tục uống rượu rượu có thể giải sầu bầu không khí chẳng mấy chốc đã vui vẻ lại diệp thiên tông nói sư đệ cậu chữa khỏi cho tiền bối triệu anh sẽ đề nghị cấp huân chương đặc biệt cho cậu ngoài ra huyết chi và cóc ngọc ba chân cũng là bảo vật vô giá bên trên cũng phải bù lại cho cậu tất nhiên ngô bình không hề khách sáo đó là đồ của anh bên trên bù đắp cho anh cũng là chuyện đương nhiên. Anh hỏi, sư huynh, bồi thường bằng tiền sao? Diệp Thiên Tông nói, vậy thì còn dựa vào việc cậu lựa chọn thế nào, tiền là tiện nhất. Nếu không muốn tiền thì có thể chọn vài món trong kho của nhà nước. Có thể đến kho của nhà nước sao, mắt ngô bình tỏa sáng. Tất nhiên là được, nhưng phải làm báo cáo xin tư cách, anh sẽ làm cho cậu, Diệp Thiên Tông nói. Ngô Bình nói, vậy thì em sẽ tới kho nhà nước xem có đồ gì hay không. Được. Họ uống rượu đến tận 7 giờ tối, Diệp Thiên Tông nhận một cuộc gọi xong liền gọi theo Dương Mộ Bạch cùng đi. Trước khi đi họ bảo Ngô Bình nghỉ ngơi ở nhà đợi họ quay về. Hai người hình như nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp, Ngô Bình không đợi mà anh quyết định xuống núi. Tiểu đồ đệ của Diệp Thiên Tông tên là Quảng Hải, tuổi anh ấy cũng tương đương Ngô Bình, anh ấy lái xe đưa anh về. Quảng Hải vô cùng bái phục Ngô Bình, dù sao anh cũng là người chữa khỏi cho địa tiên, y thuật vô cùng cao siêu. Sau khi xuống núi, anh ấy cung kính hỏi, "Sư thúc muốn đi đâu ạ?" À? Ngô Bình nhớ tới lời nhờ vả của người bạn Lý Khoa làm ở cục tình báo, liền nói, "Để tôi hỏi đã." Sau khi đầu dây bên kia nhấc máy, anh nói, "Anh Lý, tôi đến Thiên Kinh rồi, anh ở đâu?" Lý Khoa nghe thế rất mừng, "Cậu Ngô, cậu tới rồi à? Tôi tới đón cậu ngay." Ngô Bình nói, "Để tôi đến chỗ anh, nói địa chỉ cho tôi đi." Lý Khoa nói, "Được. Tôi đưa địa chỉ cấp trên cho cậu rồi tôi qua đó luôn, chúng ta gặp nhau ở đó nhé. Một tiếng sau, xe đến một tiểu khu khá cổ xưa. Ngô Bình xuống xe rồi bảo Quảng Hải về trước. Quảng Hải cười nói, "Sư thúc, sư phụ đã nói sư thúc ở Thiên Kinh mấy ngày thì đệ tử phải làm tài xế cho sư thúc từng đó ngày." Ngô Bình không nói gì nữa mà bảo anh ấy tìm chỗ nghỉ ngơi rồi đi vào trong tiểu khu. Chương 203, Sở trưởng Sở tình báo Tại tòa nhà số 5 của tiểu khu, vừa đi tới trước sân thì Ngô Bình đã nhìn thấy Lý Khoa đứng ở trước cổng đơn nguyên. Anh ấy nhanh chóng đi tới bắt tay thật mạnh với Ngô Bình, cười nói: "Cậu em, cậu vất vả rồi." Ngô Bình nói: "Không cần khách sáo, tôi cũng nhờ anh giúp đỡ nhiều mà." "Ha ha, vậy được, tôi không khách sáo với cậu nữa." Lý Khoa cười nói: "Tôi nói tình hình cho cậu biết đã nhé, bố của cấp trên tôi đã 75 tuổi rồi. Trước đó ông ấy trúng gió, tình trạng hồi phục không được tốt lắm." nửa người tê lệt, mặt cứng đờ, không khống chế được tiểu tiện. Cấp trên của tôi là một người con hiếu thảo, thế nên đã dùng quan hệ để tìm rất nhiều thầy thuốc nổi tiếng, nhưng kết quả không như mong đợi. Cậu có y thuật cao siêu, thế nên tôi nhờ cậu xem thử. Ngô Bình gật đầu, được rồi, chúng ta đi lên xem đi. Lý Khoa gật đầu, hai người đi đến một hộ gia đình ở tầng 7. Sau khi ấn chuông cửa không lâu thì một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, chị ta thấy Lý Khoa liền nói. Lý Khoa đấy à, cậu đến có việc gì vậy? Lý Khoa liền bật cười, "Chị dâu, em mời một người bạn đến để khám bệnh cho ông cụ." Nghe thấy là khám bệnh thì người phụ nữ tỏ ra mất kiên nhẫn, lạnh nhạt nói, "Tôi nghĩ không cần đâu, mấy thầy thuốc trước đó cũng chẳng giỏi giang gì, chẳng có ai chữa khỏi cho ông cụ cả." Lý Khoa khụ một tiếng, "Nó chị dâu, bác sĩ Ngô rất giỏi, không chừng sẽ có cách." Người phụ nữ quan sát Ngô Bình, đành nhường đường rồi nói, "Cứ vào nhà đã." khi vào phòng khách người phụ nữ bảo gì giúp việc rót nước lý khoa bảo không cần đi xem bệnh nhân trước đã người phụ nữ bảo giúp việc đưa họ đi giúp việc mở một căn phòng ngủ ra mùi thối liền sộc ra ngay lập tức họ thấy một ông cụ đang nằm nghiêng trên giường đắp một chiếc chăn mỏng phía dưới có ống dẫn nước tiểu sắc mặt ông cụ trắng bệch tinh thần không được tốt lắm lý khoa không quan tâm đến mùi thối mà vội đi tới chào hỏi bác ơi cháu là Lý Khoa đây, cháu tới thăm bác. Ông cụ khép hờ mắt, trạng thái hơi mơ hồ, hỏi cháu là ai thế? Lý Khoa đang định nói thì Ngô Bình đã cắt ngang, nói không phải là bệnh nặng, có thể chữa. Sau khi trúng gió thì ông cụ thiếu máu lên não, một phần não bị tổn hại nên để lại một số di chứng. Lý Khoa mừng như điên, vậy sao? Tốt quá, cấp trên của tôi sắp đến rồi, chúng ta ra ngoài đợi đi. Khi ra đến phòng khách, người phụ nữ trung niên đang xem soap opera, xem rất say xưa. Ngô Bình không muốn đợi ở đây nên hai người lấy cớ hút thuốc rồi đi ra cầu thang. Sau khi châm điếu thuốc, anh hỏi Lý Khoa, cấp trên của anh chính là sở trưởng sở tình báo mà mọi người hay đồn sao. Lý Khoa cười nói, có bốn hệ thống tình báo, chúng tôi phụ trách thu thập tình báo trong nước, đủ thứ việc to việc nhỏ. Chúng tôi chịu sự quản lý của Bộ Công an và Cục Bảo an Quốc gia, bên ngoài gọi chúng tôi là sở tình báo. Còn ba nơi nữa là Sở Tình Báo Quân đội số 1, Sở Tình Báo Quân đội số 2 và Sở Điều tra Đối ngoại. Nói ra thì nơi có nhiều tài nguyên nhất là Sở Điều tra Đối ngoại. Điểm tình báo và nhân viên trung gian của bên họ giải khắp trên toàn trước, dự tính nhiều hơn gấp 10 lần so với chúng tôi. Thế nên nhiều lúc Sở Tình báo của chúng tôi phải phục vụ cho ba đơn vị khác, còn phải phục vụ cho Bộ Công an và Cục Bảo an Quốc gia, nói thẳng ra thì chúng tôi chỉ cắm đầu vào làm việc suốt ngày. Ngô Bình cười nói, số liệu của các anh cũng kịp thời nhất, thế nên mấy lần trước anh đều giúp được tôi. Lý Khoa gật đầu, tất nhiên rồi, tất cả tin tình báo trong nước đều đến từ chỗ chúng tôi mà. Nói đến đây thì cửa thang máy mở ra, một người đàn ông to béo mặc áo sơ mi trắng đang cười híp mắt đi ra. Người đó tuy không lớn tuổi, chỉ chừng 35, 36 tuổi nhưng ăn mặc rất tùy tiện. Chào sở trưởng Hàn, Lý Khoa vội đứng thẳng dậy, có thể nhận ra anh ấy rất kính trọng cấp trên người đàn ông béo gật đầu anh ta nhìn ngô bình rồi giơ tay ra cậu chính là bác sĩ ngô đúng không tôi là hàn bạch vất vả cho cậu rồi ngô bình nói sở trưởng hàn không cần khách sáo tôi là bạn của lý khoa đây chỉ là chuyện nên làm thôi mà hàn bạch nói dù thế nào cũng vô cùng cảm ơn cậu phải rồi cậu đã xem qua bệnh tình của bố tôi chưa ngô bình nói đã xem qua rồi có thể chữa hàn bạch rất vui mừng thật sao thế thì tốt quá. Anh ta mời Ngô Bình và Lý Khoa đến phòng khách, tự tay rót trà cho họ. Sau khi hàn huyên mấy câu thì Ngô Bình đề nghị chữa bệnh cho ông cụ. Quá trình trị liệu rất thuận lợi, anh dùng kim vàng châm huyệt, lại thêm cả năng lực chữa lành của chân khí vàng kim, chỉ mất nửa tiếng là ông cụ đã có thể tự đứng dậy. Hàn Bạch vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói cảm ơn liên tiếp, ngay cả người phụ nữ trung niên cũng vô cùng kinh ngạc, chị ta không ngờ y thuật của Ngô Bình lại thần kỳ đến vậy. Sau khi chữa bệnh xong, Ngô Bình liền đứng dậy ra về, lúc đi đối phương còn đưa cho anh cách liên lạc. Lúc này trời vừa sẩm tối, anh định gọi cho Lâm Băng Tiên thì Trần Lăng Sương lại gọi tới, hỏi anh đã đến Thiên Kinh chưa. Sau khi biết anh đang ở Thiên Kinh, cô ấy liền mời anh đi ăn. Ngô Bình liền bảo Quảng Hải lái xe đưa anh đến chỗ Trần Lăng Sương, Mai Viên. Mai Viên là một khu biệt thự xa hoa của Thiên Kinh, nơi những người giàu và ngôi sao màn bạc sinh sống. Cả khu được thiết kế theo kiểu rừng cây, giá mỗi mét vuông hơn 200.000 tệ, tỷ lệ giữa diện tích kiến trúc và diện tích đất dùng thấp, có hệ thống quản lý hàng đầu. Mua được một căn biệt thự ở Mai Viên là biểu tượng cho thân phận, vì nếu có ít hơn 100 triệu tệ thì không thể nào mua được nhà ở đây. Khi tới cổng Mai Viên, Quảng Hải trực tiếp lái xe đi vào. Ngô Bình cười hỏi, anh có nhà ở đây sao? Quảng Hải nói, cháu nội của sư phụ làm trong giới giải trí, thế nên có mấy căn nhà ở đây, dùng để mua vui với người đẹp ấy mà. Đệ tử thường đến đây nên cũng đăng nhập thân phận vào hệ thống. Ngô Bình chợt thấy hứng thú, cháu trai của sư huynh làm trong giới giải trí sao? Quảng Hải gật đầu, anh ta tên Diệp Huyền, sư phụ vô cùng yêu thương anh ta, năm nay mới 27 tuổi nhưng đã là nhà sản xuất của nhiều phim lớn trong nước. Anh ta có rất nhiều xì căng đan với các ngôi sao nữ xinh đẹp. Ngô Bình nói, anh ta không tu hành sao? Đã đến cảnh giới khí Sư phụ nói tâm tư của anh ta không thích hợp cho tu hành nên e là không thể bước vào cảnh giới thần. Nói đến đây, Quảng Hải thấy vô cùng đáng tiếc. Ngô Bình nói, ai cũng có chí hướng riêng, ở trong giới giải trí cũng tốt mà. Quảng Hải nói, sư phụ thì không nghĩ như vậy, vì thế nên người cũng tỏ thái độ nhiều lần. Phải rồi, Diệp Huyền là một trong 8 cậu ấm nổi tiếng của Thiên Kinh, tính cách rất tệ, có lúc thậm chí còn chẳng coi sư thúc là đệ tử ra gì có thể nhận ra sự phê bình của Quảng Hải dành cho người hậu bối cùng tuổi này. Ngô Bình mỉm cười, không bàn luận gì, anh cảm thấy thanh niên trẻ có lựa chọn của riêng mình cũng chẳng có gì xấu. Xe đi đến một căn biệt thự bên hồ, Quảng Hải nói, "Sư thúc, đệ tử đi gặp Diệp Huyền, cần xe thì người cứ gọi đệ tử." "Anh đi đi," Ngô Bình nói, sau đó ấn chuông cửa. Chuông cửa vang lên, anh có thể nhìn thấy Trần Lăng Sương qua song cửa. Cô ấy đã khỏe lên nhiều đang nhanh chóng bước tới. Ngô Bình cô ấy cười rạng rỡ, nhanh chóng ra mở cửa, người làm phía sau còn không theo kịp cô ấy. Sức khỏe khá tốt nhỉ, Ngô Bình nói, từ ngày mai là cô có thể nhận phim rồi. Trần Lăng Sương mỉm cười, tôi đang bàn hợp đồng với công ty truyền thông Sơn Hải, ngày mai sẽ tổ chức lễ công bố chúng tôi chính thức ký hợp đồng. Ngô Bình cười nói, bây giờ cô đã khỏe lại, bao nhiêu fan điện ảnh đang chờ đợi tác phẩm của cô đấy chắc công ty truyền thông Sơn Hải cũng ra giá cao chứ. Trần Lăng Sương kéo Ngô Bình đi vào, đi vào, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Ngô Bình được cô ấy kéo đi, trái tim anh chợt nảy lên. Hai người vào phòng khách ngồi xuống, người làm bê trả bánh lên. Trần Lăng Sương cười nói, công ty truyền thông Sơn Hải cho tôi 2% cổ phần, hơn nữa sau này tôi sẽ được chia hoa hồng từ tất cả các bộ phim điện ảnh của công ty. Ngô Bình nói, tốt lắm, sau đó anh lấy điện thoại ra nhìn cổ phiếu của công ty truyền thông Sơn Hải, đã tăng lên đến 6 tháng tư tệ, mà trước đó giá là 4.3 tệ. Chương 204, ông ba Lục Tung Hoành hai giới Hắc Bạch. Anh nói, xem ra bên ngoài đã biết tin tức cô định gia nhập công ty truyền thông Sơn Hải rồi. Trần Lăng Sương gật đầu, cũng biết được ít nhiều, ngày mai chúng tôi sẽ tuyên bố một loạt các hoạt động hợp tác, bao gồm 3 bộ phim điện ảnh, một bộ phim chiếu mạng, đến lúc đó giá cổ phiếu sẽ còn tăng tiếp. Ngô Bình rất vui, trước đó anh đã mua thêm cổ phiếu trị giá 400 triệu tệ, giá 4.5 tệ. Ngày mai anh bán lại là có thể kiếm được 4 đến 500 triệu tệ. Đang nói thì một tiếng lớn vang lên, là tiếng thủy tinh vỡ. Ngay sau đó tiếng thứ hai, tiếng thứ ba vang lên, lại có thêm vài mảnh thủy tinh vỡ. Người làm tức giận xông ra, sau đó chẳng mấy chốc lại sầm mặt quay về. Ngô Bình nhíu mày, có chuyện gì vậy? Trần Lăng Sương lạnh nhạt nói, không có gì. Công ty Hoa Ảnh Thiên Kinh muốn tôi ký hợp đồng với họ, tôi không đồng ý nên họ thường xuyên cho người tới nhà tôi ném đá, vứt chuột chết. Lông mày Ngô Bình dựng đứng, đám người này thật là ngang ngược, để tôi đi xem. Anh đứng dậy đi ra ngoài cửa, bên ngoài có hai tên thanh niên cả lơ phất phơ, một tên mặt đen tròn chính trong đó cầm điện thoại quay video, vừa quay vừa nói to, ngôi sao lớn trần lăng xương, đời tư hỗn loạn, lại thay bạn trai mới rồi. Ngô Bình hít mắt, anh khẽ cử động tay, một cây kim vàng đâm vào đại huyệt của kẻ đang quay phim người hắn run lên đột nhiên thấy ngứa một cách kỳ lạ vội vàng cất điện thoại đi rồi cào loạn trên người người còn lại hỏi với giọng khó hiểu hắc bì mày làm gì vậy chết tiệt ngứa chết tao mất mau giúp tao gãi đi kẻ tên hắc bì rất sốt ruột kẻ còn lại vội giúp hắn gãi nhưng càng gãi càng ngứa cuối cùng trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết đỏ hẳn nhưng vẫn không đỡ ngứa Ngô Bình lạnh nhạt nói, sao lại không sợ nữa thế? Tên còn lại trợn mắt với anh, nói, thằng nhãi kia, mày sắp được nổi tiếng rồi đấy, cứ đợi lên đầu trang nhất đi. Nói xong gã đột nhiên kêu lên, chợt thấy ngứa bên sườn, toàn thân cũng ngứa như điên. Một cảnh vô cùng buồn cười diễn ra, hai kẻ điên cuồng gãi cho nhau, nhưng càng gãi càng ngứa. Ngô Bình đứng bên cạnh xem trò hay, nói, bệnh trên da các người chắc nghiêm trọng lắm nhỉ, mau đi khám đi. Hai người đột nhiên hiểu ra, chẳng lẽ cơn ngứa trên người họ có liên quan đến thanh niên này? Hắc Bì tức giận nói, mày đã làm gì bọn tao? Ngô Bình lạnh nhạt nói, muốn không ngứa nữa thì hãy xóa thứ đồ các người vừa chụp đi. Nghe thấy chuyện này thực sự liên quan đến Ngô Bình thì hai người đều thấy sống lưng lạnh toát, sao người này làm được, yêu thuật sao? Hắc Bì lấy điện thoại ra xóa video, sau đó nói, tao xóa rồi đấy. Ngô Bình hỏi hắn, ai sai các người đến đây? hắc bì nhíu mày thằng kia tao khuyên mày đừng lo chuyện bao đồng mày không lo được đâu ồ sao tôi lại không lo được anh lạnh nhạt hỏi hắc bì nói có biết ông chủ của công ty hoa ảnh thiên kinh không đó là ông lớn trong giới giải trí những người từng đối đầu với ông chủ đều tan cửa nát nhà ngô bình cũng đã từng nghe nói ông chủ của công ty hoa ảnh thiên kinh là lục kình ba thế lực lan ra cả hai giới hắc bạch tài sản hàng chục tỷ ông ta quản lý vô số ngôi sao lớn nắm trong tay mười mấy công ty điện ảnh, ba đài truyền hình, còn có một trang web đăng tải video. Nghe đồn từng có một ngôi sao nam hạng A không muốn hợp tác với công ty ông ta, kết quả là ngày hôm sau đã bị khám xét ra mang ma túy tại sân bay, cuối cùng bị phán tù trung thân. Nửa năm sau ngôi sao nam đó tự sát chết trong tù. Còn có một ngôi sao nữ đã tuyên bố công khai rằng mình bị dùng quy tắc ngầm, kết quả là ngày hôm sau phát điên, bị đưa vào viên tâm thần. Mà tin tức cô gái đó công bố tất nhiên cũng mất đi giá trị. Hơn nữa nghe nói Lục Kình Ba có 18 bà vợ, còn có vô số gái gú bên ngoài, lúc nào cũng đầy xì căng đan. Sao thế, sợ rồi à?" Hắc Bì cười lạnh, "Sợ thì đừng chọc vào bọn này." Ngô Bình cười lạnh, về nói với Lục Kình Ba, "Nếu ông ta dám gây rắc rối cho Trần Lăng Sương nữa thì sẽ phải trả giá đắt đấy." Hai người đều sững sờ, họ nhìn Ngô Bình như nhìn kẻ điên, "Tên này không sợ ông ba Lục báo thù sao?" Cút, đừng để tôi nhìn thấy các người nữa." Anh phất tay, cơn ngứa trên người hai người lập tức biến mất. Hai người như được đại xá, vội vàng chạy đi. Sau khi đuổi được hai người đi, Ngô Bình quay về phòng khách. Anh nói với Trần Lăng Sương, "Lăng Sương, hai kẻ vừa rồi là do Lục Kình ba phái tới." Trần Lăng Sương lạnh nhạt nói, "Tôi biết, thực ra tôi đã muốn ra khỏi công ty Hoa Ảnh Thiên Kinh từ lâu." Ngày xưa họ chủ động hủy hợp đồng, tôi cảm thấy vô cùng may mắn bao giờ họ lại muốn mời tôi về, đó là điều không thể nào. Ngô Bình nói, nếu như ông ta lại gây rắc rối cho cô thì cô gọi cho tôi, tôi sẽ xử lý. Với mối quan hệ của anh ở Thiên Kinh thì đối phó với Lục Kinh Ba chẳng phải chuyện gì khó. Trần Lăng Sương vô cùng cảm kích, nói cảm ơn. Anh là người đầu tiên tình nguyện giúp tôi. Lúc này chuông điện thoại của Trần Lăng Sương reo, bên trong vang lên một giọng nói quái dị đã được xử lý âm. Trần Lăng Sương, nếu như cô không muốn em gái Trần Lăng Tuyết của cô chết thì hãy ngoan ngoãn chuẩn bị 10 triệu tệ chuộc cái mạng cô ta về. Trần Lăng Sương kinh hãi, cô ấy liền đứng bật dậy, ai đó? Lăng Tuyết đang ở trong tay ông ư? Đối phương cười lạnh, nếu cô không tin thì hãy nghe giọng cô ta đi. Sau đó đầu dây bên kia vang lên giọng nói kinh hoàng của một cô gái, "Chị ơi, em sợ quá, chị mau đến cứu em đi, hu hu." Nghe thấy giọng em gái, Trần Lăng Sương suýt nữa ngất đi. Cô ấy vội nói, các người đừng làm hại em gái tôi, tôi chuẩn bị tiền ngay. Tốt lắm, xem ra cô cũng là người thông minh, hãy chuẩn bị 10 triệu tệ tiền chuộc trong vòng một tiếng. Đừng có báo cảnh sát, nếu không cô đừng hòng gặp em gái nữa. Nói xong đối phương liền cúp máy, Trần Lăng Sương khóc như mưa, đôi mắt vô thần. Đừng hoảng loạn, Ngô Bình trầm giọng nói. Anh nghe rất rõ, biết rằng em gái Trần Lăng Tuyết của cô ấy đã bị bắt cóc. Làm sao bây giờ, có phải nên chuẩn bị tiền luôn không? Trần Lăng Sương khóc hỏi Ngô Bình, em gái là người thân duy nhất của cô ấy, giờ cô ấy hoảng loạn vô cùng, hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Ngô Bình suy nghĩ một chút rồi hỏi, Lăng Sương, có khi nào là Lục Kình Ba làm không? Trần Lăng Sương lắc đầu, tôi không biết nữa, nhưng với tính cách của ông ta thì có thể lắm. Ngô Bình gật đầu, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu được em gái cô. Anh lập tức gọi điện cho Hàn Bạch nói sơ qua tình hình. Anh nhờ anh ta điều tra thế lực của Lục Kình Ba và liệu ông ta có tham gia vào vụ bắt cóc này không?" Hàn Bạch không hổ danh là sở trưởng sở tình báo, chưa đầy 10 phút đã trả lời anh, "Cậu Ngô, Lục Kình Ba là cậu ba của nhà họ Lục tại Thiên Kinh, một trong 8 cậu ấm nổi danh của Thiên Kinh. Lục Kình Ba có quan hệ mật thiết với Bang Long Xà, ông ta là phó bang chủ của Bang Long Xà. Vụ bắt cóc này ông ta đã sai một tên cấp dưới là Hoa Cẩu lên kế hoạch" Mục đích là để Trần Lăng Sương gia nhập công ty của ông ta. Quả nhiên là ông ta, Ngô Bình rất tức giận. "Cậu Ngô, còn gì cần giúp đỡ cứ nói." Hàn Bạch nói. "Ngô Bình, sở trưởng Hàn, nhờ anh điều tra giúp tôi Trần Lăng Tuyết bị giam ở đâu." "Được, tôi sẽ cho người điều tra ngay." Hàn Bạch đồng ý ngay lập tức. Để điện thoại xuống, anh an ủi Trần Lăng Sương, "Yên tâm đi, tôi đã nhờ bạn điều tra rồi, em gái cô sẽ không sao đâu." Trần Lăng Sương khóc lóc, nói tại tôi sợ ý quá, tôi đã đánh giá thấp mức độ vô liêm sỉ của Lục Kình Ba, chính tôi đã hại em gái. Lúc này Trần Lăng Sương vô cùng yếu đuối bất lực, cô ấy tựa lên vai Ngô Bình khóc nức nở. Ngô Bình vỗ vai cô ấy, nói đừng khóc, lát nữa chúng sẽ gọi điện thoại đến nữa, cô cứ làm theo lời chúng nói. Có tôi ở đây mà, yên tâm đi. chương 205, Cứu viện hỏa tốc. Trần Lăng Sương gật đầu quả quyết rồi nói, được. Chưa tới 20 phút sau, Hàn Bạch đã tra ra manh mối, khả năng cao Trần Lăng Tuyết đang bị nhốt trong một khách sạn, nhưng phòng ở đây rất nhiều, muốn tìm ra số phòng thì cần thêm một chút thời gian. Tuy nhiên, thông tin này là quá đủ với Ngô Bình rồi. Anh nhìn Trần Lăng Sương rồi nói, tôi sẽ đi cứu em gái cô, cô cứ chờ ở nhà nhé. Sứt lời, anh gọi Quảng Hải rồi đi tới khách sạn mà Hàn Bạch nói. Trong một căn phòng nào đó trên tầng 5 của khách sạn khoái tiệp ở phía đông Thiên Kinh, một cô gái đi dép lê, mặc quần sóc đang bị trói trên sofa, gương mặt xinh đẹp của cô ấy hiện rõ vẻ sợ sệt. Bà có ba người đàn ông cao lớn đang ngồi ở phía đối diện, mắt họ đều dán chặt vào đôi chân vừa trắng vừa dài của cô gái. Gã đàn ông mặc áo sơ mi kẻ ca nuốt nước, nước miếng rồi nói, mẹ kiếp, trông em này ngọt nước thế nhờ, anh Trí, em sờ nó tí được không? Vớ vẩn, mày dám sợ vào người mà cấp trên sai bắt cóc không, một tên mặc áo ba lỗ lườm gã kia, nhưng mắt hắn thì vẫn nhìn chòng chọc vào thân hình của cô gái với vẻ thèm khát. Cách khách sạn này không xa có một tòa nhà cao 10 tầng tên là Hoa Ảnh, đây là tòa nhà lớn được đầu tư vốn xây dựng lên đến hơn 10 tỷ, hiện giờ là một trong các công trình tiêu biểu của Thiên Kinh. Các cổ đông của công ty Hoa Ảnh đang ngồi họp trên tầng thứ 10 của công ty, một người đàn ông trên 40 tuổi mặc Âu phục màu đỏ đang ngồi ở đó, ông ta có đôi mắt nhỏ, dáng người cân đối. Người này chính là Lục Kình ba chủ của công ty Hoa Ảnh. Một cổ đông lên tiếng, tổng giám đốc lục, theo tôi được biết thì Trần Lang Sương đã đồng ý đầu quân cho công ty giải trí Sơn Hải rồi. Một khi tin tức được xác thực thì giá cổ phiếu của Sơn Hải sẽ tăng mạnh. Còn cổ phiếu của công ty ta sẽ rớt giá 30%. Cô đồng đó nhìn chăm chú vào lục kình ba, tổng giám đốc lục, cổ phần của ông ở công ty đều đã thế chấp cho ngân hàng rồi. Hơn một năm nay, cổ phiếu của hoa ảnh đã sụt giảm 50%. Giờ mà giá cổ phiếu lại giảm tiếp thì khéo ngân hàng sẽ tịch thu công ty mất, vì thế sự thay đổi công ty của Trần Lăng Sương có ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích của mọi người. Lục Kình Ba liếc nhìn các cổ đông một lượt rồi nói: "Thưa các vị, Lục Kình Ba tôi đã giữ chức vụ này khá lâu, tôi đã bảo Trần Lăng Sương sẽ quay về công ty thì chắc chắn cô ấy sẽ quay lại. Khi nào Trần Lăng Sương quay về, cổ phiếu của Hoa Ảnh sẽ tăng thêm ít nhất 30%." Đến lúc đó, chúng ta lại quay thêm vài bộ phim thì kiếm cả trăm tỷ cũng là. Các cổ đông vẫn khá tin lời Lục Kinh Ba, một người nói, đương nhiên là chúng tôi tin Tổng Giám Đốc, nhưng trang mạng của ông đốt tiền ghê quá, giờ tài chính đang thâm hụt, nếu giá cổ phiếu mà không tăng thì chúng ta nguy to đấy. Lục Kinh Ba cười lớn nói, ông yên tâm, cổ phiếu của Hoa Ảnh sẽ tăng thôi, giá trị của trang web cũng sẽ tăng ít nhất là hơn 100 tỷ, Rớt lời, ông ta nhìn đồng hồ rồi thầm nghĩ không biết Trần Lăng Sương đã chịu khuất phục chưa. Nghĩ đến đây, ông ta cười nói, "Lát nữa, tôi sẽ công bố tin Trần Lăng Sương quay lại công ty cho mọi người." Ai nấy đều vỗ tay, họ đều rất mong Trần Lăng Sương quay lại. Cửa khách sạn đang nhốt Trần Lăng Tuyết đã khóa, đây là khách sạn mà ngày xưa Lục Kình Ba đã đầu tư, vì thế ông ta cũng thường xuyên làm những chuyện bất chính ở đây. Hiện giờ, ngoài cửa khách sạn đang treo biển sửa chữa, tạm dừng kinh doanh. Có cả đám người đang ngồi đánh bài trong phòng khách ở tầng 1, khói thuốc mù mịt, tiếng nói chuyện ồn ào, họ đều là người của Bang Long Sà, trong số này còn có hai cao thủ. Đột nhiên cửa cuốn của khách sạn bị ai đó đạp mở, người đó bình tĩnh nhìn vào bên trong. Một người đàn ông mặc áo ba lỗ đi ra rồi chừng mắt với người đó, làm gì thế hả? Người này chính là Ngô Bình, anh mỉm cười nói, "Chào các anh, tôi đến tìm người." Người đàn ông ngẩn ra, tìm người. Người nào? Bụp. Hắn vừa nói dứt câu thì đã trúng ngay một cú đạp của Ngô Bình rồi bay ra xa. Ngô Bình ra đòn quá nhanh làm tên kia không kịp phản ứng lại. Quỳnh. Tên kia đập vào một cái quyền cách đó mười mấy mét, sau đó đau đến mức gập người. Những tên còn lại đều đứng dậy, một người đàn ông hơn 40 tuổi trầm giọng nói, cậu bạn, có biết đây là nơi nào không? Ngô Bình vừa nhìn đã biết gã là cao thủ cảnh giới khí đại chu thiên cao thủ ở cảnh giới này rất lợi hại nhưng tiếc là tên này vẫn còn quá kém anh hờ hững nói mang trần lăng tuyết ra đây tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra nghe thấy ngô bình nhắc đến trần lăng tuyết những người khác lập tức hiểu ra vấn đề họ không nói gì mà đều hét lớn rồi xông lên tấn công ngô bình anh nhanh chóng thi triển ngũ long thánh quyền làm những người kia mới tấn công được một phần ba đã bị trúng đòn giác cao thủ cảnh giới khi đánh bay bởi một quyền xương vai vỡ lục phủ ngũ tạng bị thương gã lập tức ngất xỉu vì quá đau đớn sau đó ngô bình lách người rồi lao vào đám đông như hổ xông vào bầy dê tất cả những tên đó đều bị anh hạ gục biêm hoa chỉ của anh rất thích hợp để đánh đông người chỉ phong tha hồ phát huy uy lực thậm chí một cao thủ cảnh giới khí khác còn không có cơ hội áp sát anh thì đã ngã vật ra rồi ngô bình đi tới cạnh cao thủ cảnh giới khí rồi đá cho gã một phát toàn thân gã đau đớn rồi kêu loạn lên Trần Lăng Tuyết đâu, Ngô Bình hỏi. Tên kia không chịu được nữa nên đáp, ở phòng 8556. Ngô Bình đạp gã ngất xỉu rồi mới đi thang máy lên trên. Ngô Bình đi đến phòng 8556 trên tầng 5, anh đứng trước cửa nhưng vẫn nhìn được cảnh tượng bên trong. Có một cô gái 17 tuổi trông khá giống Trần Lăng Sương đang bị trói trên sofa, có hai người đàn ông đang nhìn cô ấy với ánh mắt thèm thuồng. Bụp, cửa bị Ngô Bình đạp mở, hai người đàn ông kia còn chưa kịp quay lại, đã bị Ngô Bình điểm huyệt rồi nằm một chỗ co giật, đôi mắt trắng dã như bị điện giật. Ngô Bình mặc kệ họ rồi đi tới cởi trói cho Trần Lăng Tuyết, em là Trần Lăng Tuyết à? Cô gái gật đầu với vẻ vô cùng hoảng loạn, cô ấy hỏi, anh ơi, anh là ai thế ạ? À? Ngô Bình cười nói, anh là Ngô Bình, bạn của chị gái em. Đi thôi, anh đưa em về nhà. Cô gái ngẩn ra rồi chợt bật khóc nức nở, sau đó nhào vào lòng Ngô Bình có trời mới biết cô ấy đã sợ hãi đến mức nào, cô ấy thật sự lo hai người đàn ông kia sẽ dở trò với mình. Ngô Bình ngẩn ra, đành vỗ vai cô ấy rồi nói, đi thôi, chị em đang lo lắm. Bấy giờ, cô gái mới chịu buông anh ra, nhưng tay vẫn nắm chặt vạt áo anh như thể anh là cái phao cứu sinh của cô ấy. chương 206, Dược Sư Hai người đi xuống sảnh tầng 1 thì thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác màu xanh đang đứng ngoài cửa, có một cao thủ cảnh giới thần đang đứng bên cạnh. Đúng vậy, Ngô Bình xác định người đó là cao thủ cảnh giới thần, chứ không phải tông sư cảnh giới thần. Hiện giờ, tu vi của anh đã cao, hiểu biết về cảnh giới thần cũng sâu sắc thêm, anh cho rằng chỉ có võ giả cảnh giới thần ngưng luyện ra được quyền ý và có bản lĩnh khai tông lập phái mới xứng với danh xưng tông sư. Cao thủ cảnh giới thần tiến lên phía trước người đàn ông mặc áo khoác rồi nhìn Ngô Bình, lạnh lùng nói to gan đấy, dám cướp người à? người đó còn chưa nói hết câu thì ngô bình biến mất tên đó ngẩn ra sau đó nghe thấy một lời cảnh báo ở bên cạnh cẩn thận ngô bình đã chạy tới người hắn như ma quỷ sau đó tung một cú đá cực nhanh cao thủ cảnh giới thần đó chỉ kịp lách người sang một bên nhưng hông vẫn trúng đòn hắn cảm thấy như bị đạn bắn trúng người lập tức bay ra xa rồi đập mạnh vào cột đến mặt đất còn rung lên a à, tên mặc áo khoác thở dài một hơi rồi nói không ngờ cậu lại là tông sư cảnh giới thần Trần Lăng Sương kiếm được một trợ thủ thế này thì chúng ta không nên đánh nhau nữa. Cậu bạn, cậu dẫn người đi đi, chúng ta dừng ở đây nhé." Ngô Bình quan sát người đàn ông này rồi chợt cười lạnh, vì anh phát hiện ở ống tay áo của gã có một làn khói vô hình vô dạng đang bay về phía mình. Đây rõ ràng là một loại dược liệu gì đó, gã đang dùng nó để đối phó anh. Ngô Bình bất chợt há miệng thổi mạnh một hơi, một cơn gió mạnh đẩy làn khói ấy bay ngược trở lại vào mặt của người đàn ông mặc áo khoác gã hét lên, sau đó vội vàng bịt mũi lại. Ngô Bình nhanh chóng áp sát, gần như dí sát vào mặt gã. Người đàn ông sợ đến mức quên cả nín thở nên đã hít làn khói kia vào. Mặt gã biến sắc, cơ thể không thể động đậy vì Ngô Bình đã điểm huyệt gã. Vài giây say, mắt gã trợn trừng, mặt thì cứng đờ. Ngô Bình lập tức hiểu ra đây là một loại dược liệu khống chế người khác, điều này làm anh nhớ đến thuật thôi miên trong phiến ngọc, sau đó anh giơ tay lắc lư trước mặt người đó lập tức mặt tên kia đã bình thường trở lại ngô bình từ giờ trở đi anh phải nghe theo lệnh của tôi tôi là chủ nhân của anh vâng thưa chủ nhân tên đó rất phối hợp lập tức gọi ngô bình là chủ nhân ngô bình anh có thể dùng dược liệu để khống chế người khác à vâng người trong giang hồ gọi tôi là dược sư gã đáp cho tôi phương thuốc ngô bình ra lệnh người đàn ông lấy một cái bình một cái túi ra rồi nói đây là phương thuốc gia truyền nhà tôi đã truyền được chín đời rồi. Chiếc bình này là thuốc mà tôi đã chế sẵn, chỉ cần dùng một lượng cực ít thôi cũng có thể điều khiển được người khác. Ngô Bình cất cái bình và cái túi ấy đi rồi hỏi tiếp, Lục Kinh Ba sai các người đến đúng không? Vâng, gã đáp, Lục Kinh Ba trả tôi rất nhiều tiền, bảo tôi dùng thuốc khống chế Trần Lăng Sương, bắt cô ấy gia nhập công ty hoa ảnh. Ngô Bình, Lục Kinh Ba làm thế không sợ bị lộ à? Người đàn ông, bây giờ, ông ta đang bị kẹt vốn vì đầu tư quá nhiều vào trang mạng, 3 năm mà đã đầu tư 50 tỷ rồi. Nếu Trần Lăng Sương về hoa ảnh thì giá cổ phiếu sẽ tăng, ông ta sẽ có thêm tiền để đầu tư vào trang mạng. Ngô Bình không ngờ người như Lục Kình Ba lại thiếu tiền, anh lắc đầu nói, anh về nói với Lục Kình Ba, nếu ông ta còn dám có ý đổ xấu với Trần Lăng Sương thì tôi sẽ lấy mạng ông ta đấy. suốt lời, anh dẫn Trần Lăng Tuyết rời khỏi khách sạn, xe của Quảng Hải đã chờ sẵn bên ngoài thấy ngô bình bình an trở ra quảng hải thở phào một hơi nếu chờ lâu không thấy anh ra ngoài thì anh ấy sẽ xông vào ngô bình là sư thúc của anh ấy nhớ anh mà làm sao thì sư phụ sẽ lột ra anh ấy mất sư thúc người xử lý hết người bên trong rồi à anh ấy hỏi ngô bình gật đầu đi thôi chiếc xe lăn bánh ngô bình hỏi quảng hải anh có biết chuyện lục hình ba đang kẹt vốn không quảng hải gật đầu có mấy năm qua lục kình ba làm ăn thuận lợi nên đã nổi dã tâm lớn. Ông ta thế chấp hết cổ phiếu của công ty để mua hai đài truyền hình và một trang mạng, tổng cộng hết hơn 100 tỷ. Phần lớn đều vay của ngân hàng hết. Đệ tử nghe Diệp Huyền nói Lục Kình Ba muốn xây dựng một tập đoàn có giá trị hàng nghìn tỷ trên thị trường, hấu thuẫn cho ông ta là nhà họ Lục và bang Long Xà. Nhưng ông ta đi nhanh quá, không dự trước được là năm ngoái tình hình phim ảnh lại ảm đạm, hàng loạt cổ đông rút vốn nên ông ta mới bị kẹt vốn ngô bình bảo sao ông ta cứ muốn trần lăng sương gia nhập hoa ảnh quảng hải sư thúc nghe nói lục hình ba còn mua đất nữa nếu ông ta gánh được thì khéo có thể xây dựng một đế quốc nghìn tỷ thật đấy ngô bình cười lạnh nói ông ta không có cơ hội đâu lúc này trần lăng sương đã nhận được điện thoại bên kia bắt cô đến khách sạn khoái tiệp hơn nữa phải đi một mình sau khi ngắt máy trần lăng sương gọi cho ngô bình ngay điện thoại vừa kết nối thì cô ấy đã nghe thấy giọng của em gái mình chị ơi em không sao trần lăng sương ngẩn ra rồi mừng rơi nước mắt tiểu tuyết họ không làm gì em chứ không ạ à, anh ngô đến kịp và hạ bọn chúng hết rồi trần lăng tuyết nói chị em với anh ngô sắp về đến nhà rồi trần lăng sương thế thì tốt chị đang chờ đây nửa tiếng sau ngô bình và trần lăng tuyết đã quay về nhà của trần lăng sương hai chị em vừa gặp lại đã ôm nhau rồi khóc hòa Khóc xong, Trần Lăng Sương nhìn Ngô Bình rồi nói, "Tôi thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa." Ngô Bình cười nói, "Ngày mai cô cứ yên tâm tham gia họp báo, tôi đã mua khá nhiều cổ phiếu của Sơn Hải rồi." Trần Lăng Sương nín khóc, "Anh yên tâm, tôi đảm bảo giá cổ phiếu sẽ tăng gấp 3." Có một người đi vào trong phòng họp của công ty Hoa Ảnh, sau đó thì thầm bên tai Lục Kình Ba. "Cái gì?" Lục Kình Ba nổi giận, mắt như phóng ra lửa. Ông ta nói với mọi người: cuộc họp kết thúc, mọi người giải tán. Một cổ động vội hỏi, Tổng Giám Đốc Lục, ông chưa tuyên bố tin Trần Lăng Sương quay lại mà. Xong, Lục Kinh Ba không để ý đến người đó mà đi thẳng ra ngoài. Ông ta vừa đi ra ngoài đã đạp cho người truyền tin một phát rồi gào lên, chúng mày làm ăn thế à? Người đó bị đạp ngã, lại vội vàng đứng dậy rồi nói, ông chủ, người ra tay tên là Ngô Bình. Ngô Bình, Lục Kinh Ba hít mắt nói, thằng này ở đâu ra thế, dám động vào lục kình ba tao tao sẽ giết nó chuyện lệnh xuống dưới ai giết được ngô bình tao thưởng 100 triệu ngô bình vẫn chưa biết lục kình ba đang hận mình thấu xương hơn nữa còn treo giải cho người lấy mạng anh anh ngồi một lát rồi chuẩn bị đi về dẫu sao trời cũng đã tối nhưng trần lăng tuyết quá sợ hãi nghe thấy anh đi về thì ôm chặt lấy tay anh không cho anh đi ngô bình dở khóc dở cười lăng tuyết không sao rồi lục kình ba không dám làm gì nữa đâu nhưng cô ấy vẫn khăng khăng em sợ lắm anh ngô tối nay anh đừng về ở lại đây đi ạ à. trần lăng sương vừa tức vừa buồn cười lăng tuyết em nói linh tinh gì thế mau bỏ tay ra trần lăng tuyết lắc đầu không em không cho anh ngô về đâu ngô bình bó tay nên đành nói được rồi tối nay anh ở đây vậy trần lăng tuyết mừng rỡ thật không ạ à? anh ngô tốt quá bảo sao chị em thích anh bầu không khí chợt trở, trở nên ngượng nghịu, Ngô Bình nhìn Trần Lăng Sương, còn cô ấy thì chỉ muốn tìm cái khe hở nào để chui xuống, con bé này, nói lung tung gì thế hả? Về phòng mau, chương 207, các tiểu bối. Sợ bị Trần Lăng Sương đánh nên Trần Lăng tuyết le lưỡi rồi chạy mất dạng. Ngô Bình vội chuyển sang chuyện khác rồi hỏi, Lăng Sương, bộ phim sắp tới của cô đã lên lịch quay chưa? trần lăng sương gật đầu tổng giám đốc vệ định nhấn mạnh vào hình tượng nữ anh hùng cho tôi nên bộ phim sắp tới vẫn theo mô tuyết ấy ngô bình tốt rồi các bộ phim trước đó của cô đều rất thành công một lát sau anh hỏi tiếp nếu các động tác của cô dứt khoát hơn một chút thì khán giả sẽ thích hơn trần lăng sương gật đầu đúng thế nhưng tôi không biết võ nên có nhiều động tác không thể thực hiện được đành nhờ diễn viên đóng thế hoặc dùng kỹ xảo thôi ngô bình chuyện ấy không khó tôi có cách để cô thực hiện được những động tác khó một cách dễ dàng. Trần Lăng Sương sáng mắt lên, thật ư. Ngô Bình gật đầu, tôi sẽ dạy cô, chỉ cần mỗi ngày cô đều tập khoảng 2 tiếng thì tôi đảm bảo cô sẽ trở thành một nữ anh hùng lợi hại nhất. Tối đó, Ngô Bình ở lại nhà Trần Lăng Sương, cứ trò chuyện mãi cũng chán nên anh đã dạy cho cô ấy một bài luyện thể sơ cấp để nâng cao thể lực. Như vậy thì sau này, con đường nghệ thuật của cô ấy sẽ sáng hơn. Trần Lăng Sương bảo người làm đi nấu chút đồ ăn, hai người ăn uống qua loa rồi bắt đầu học bài luyện thể. Điều khiến Ngô Bình ngạc nhiên là khả năng ghi nhớ và hiểu động tác của Trần Lăng Sương rất tốt, cô ấy chỉ học hai lần là có thể hình dung ra các chiêu thức rồi. Anh chỉ dẫn thêm một chút là cô ấy có thể thực hiện động tác được khoảng 70%. Đến hơn 11 giờ khuya, Trần Lăng Sương đã học xong 10 chiêu thức. Với cô ấy mà nói thì đây đều là những động tác rất khó, Hầu hết cô ấy chỉ thực hiện được khoảng 70%, muốn làm tốt thì phải luyện tập nhiều. Học các động tác này quá vất vả, người Trần Lăng Sương mướt mồ hôi, nhưng tinh thần rất sảng khoái. Sau đó, Ngô Bình về phòng mình luyện công, thần ý của anh đã đạt đến cảnh giới ý tiên, nhưng muốn trở thành tông sư cảnh giới thần thật sự thì anh cần ngưng tụ ra quyền ý. Quá trình quyền ý hình là cũng là quá trình một võ giả hoàn thiện lối tư duy võ thuật của mình đương nhiên hầu hết tông sư cảnh giới thần đều không đi được đến bước này. Tạo ra quyền ý là một quá trình rất dài, võ giả vừa phải có kiến thức sâu rộng, vừa phải có cảm mộ và nghiên cứu. Quá trình hình thành quyền ý có 7 bước, hầu hết các cao thủ cảnh giới thần mất cả đời cũng không hoàn thành được bước thứ 7. Điều họ mong muốn chỉ là ngưng tụ thần ý, để giúp thân thức mạnh hơn thôi. Nhưng võ thuật mà Ngô Bình biết thì phức tạp hơn nhiều, thần thức chỉ là cái cơ bản, quyền ý mới là thứ đáng quý, chỉ khi có quyền ý thì mới được gọi là tông sư và đi được xa hơn. Bảy bước của quyền ý gồm nhận biết, tìm hiểu, thông suốt, cảm ngộ ban đầu, ngưng ý, tiểu thành, đạ thành và viên mãn. Ngô Bình và Dương Mộ Bạch cùng Diệp Thiên Tông đã nói chuyện với nhau, hóa ra không phải họ không muốn ngưng tụ quyền ý, mà vì đến Đông Phật Tiên Sinh cũng không có kinh nghiệm trong việc này. Họ cũng không biết gì về bảy bước trên cả, nếu biết thì thành tựu của họ đã vượt xa bây giờ rồi. Bước nhận biệt thật ra là hiểu biết về các loại võ thuật trong thiên hạ, càng nhiều càng tốt. Điều này vốn rất khó, cần phải đi đến nhiều nơi và làm quen với nhiều người. Nhưng với Ngô Bình mà nói thì lại rất đơn ghi nả, vì trong phiến ngọc đã ghi chép rất nhiều môn võ thuật, thậm chí có cả tiên thuật, chú pháp, đó chính là nguồn linh cảm cho anh luyện võ. Trước kia, anh đã ghi nhớ nhiều nội dung trong phiến ngọc, giờ nhớ lại nếu thấy có môn nào thích hợp thì sẽ luyện thử luôn. Mãi đến 4 giờ sáng Ngô Bình mới đi ngủ. 6 giờ sáng, Ngô Bình tự dậy, anh ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy Quảng Hải đang vẫy tay với mình. Anh đi xuống tầng dưới thì thấy hai chị em vẫn chưa dậy nên anh đi ra ngoài luôn. Có chuyện gì thế, anh hỏi. Quảng Hải, sư thúc, tối qua đệ tử ở nhà Diệp Huyền, đệ tử đã kể lại chuyện của sư thúc rồi. Diệp Huyền bảo Lục Kình ba có thế lực rất mạnh, khuyên mình tốt nhất không nên đối đầu với ông ta. Diệp Huyền đồng ý làm người giảng hòa, sư thúc thấy sao? ngô bình hỏi thế lục kình ba có đồng ý không quảng hải cái này đệ tử không rõ nhưng diệp huyền đã bắt đầu liên lạc với ông ta rồi ngô bình ngẫm nghĩ thì thấy cũng nên thử anh mới tới thiên kinh bạn bè không nhiều lại không thông thuộc nơi này không phải chuyện bất đắc dĩ thì cũng không nên đắc tội với người khác anh nói ngay được vậy thử xem sao quảng hải gật đầu vâng sư thúc còn chuyện này nữa nếu trưa nay sư thúc rảnh đệ tử muốn mời sư thúc đi ăn tiện thể gọi các đồng môn đi cùng, dẫu sao mọi người cũng chưa được gặp sư thúc nên rất muốn có một buổi giao lưu. Ngô Bình cười nói, được thôi, chưa đi. Quảng Hải vui vẻ nói, tốt rồi, các vị sư huynh cũng sẽ tới. Hả, đến hết luôn à? Quảng Hải gật đầu, à, các sư huynh đệ chúng đệ tử năm nào cũng tụ họp một lần. Dương Mộ Bạch có ba đồ đệ, đại đồ đệ Lý Long Thần, nhị đồ đệ là Triệu Phương Ninh, tam đồ đệ là Chu Vân Hổ, Diệp Thiên Tông thì có hai đồ đệ là Trần Nhược Tùng và Quảng Hải. Trừ Quảng Hải ra thì những người kia đều rất giàu và có địa vị cao trong xã hội. Ngô Bình không biết gì về những người đó cả, anh mới gặp Lý Long Thần thôi. Quảng Hải nói sư huynh Trần Nhược Tùng của mình đã nhiều tuổi, luôn ở cạnh làm việc cho sư phụ và hiện đã là một cao thủ cảnh giới Tiên Thiên. Nhị đệ tử của Dương Ngộ Bạch là Triệu Phương Ninh là đại gia võ thuật ở Hoài Bắc, tuổi gần 40, cũng là cao thủ Tiên Thiên. Tam đệ tử Chu Vân Hồ thì khá trẻ, mới hơn 30, hiện tại đang phát triển ở Thiên Kinh, là một cao thủ cảnh giới thần. chương 208, Tề Tự Nghe Quảng Hải nói một lèo Ngô Bình mỉm cười, tất cả sư huynh đệ có thể tập trung gặp gỡ đúng là đáng quý. Quảng Hải cười trừ nói, so ra thì đệ tử ít tuổi nhất, cho nên năm nào các sư huynh cũng lôi đệ tử ra làm trò cười. Năm nay thì hay rồi, có sư thúc thì họ cứ liệu chừng. Hai người trò chuyện thêm một lúc thì Quảng Hải đi về, anh ấy bảo phải đi gặp Diệp Huyền để chuẩn bị cho buổi tụ tập. Ngô Bình vào trong nhà thì thấy Trần Lăng Sương đã dậy, hiện giờ đang tập bài luyện thể. Hai người chào nhau, Trần Lăng Sương nói lát phải đi tham gia buổi họp báo để tuyên bố chính thức gia nhập công ty Sơn Hải. Trần Lăng Tuyết thì rảnh rỗi ở nhà nên Trần Lăng Sương nhờ cô ấy tiếp đãi Ngô Bình. 7 giờ sáng, Trần Lăng Sương đã ra khỏi nhà, đến giờ Trần Lăng Tuyết vẫn chưa ngủ dậy. Ngô Bình chán quá nên tiếp tục nghiên cứu các võ kỹ và quyền pháp trong truyền thừa. Tới 10 giờ, Trần Lăng Tuyết mới rụi mắt đi xuống dưới, cô ấy ngáp dài một cái, mắt thì thâm quầng, anh Ngô, chị em đâu ạ? À? Ngô Bình, cô ấy đi họp báo rồi, sao trông em ủe ủe thế? Ngủ không ngon à? Trần Lăng Tuyết thở dài, mãi 3 giờ sáng em mới đi ngủ. Ngô Bình ngồi xuống cạnh Ngô Bình, nhưng không có một chút tinh thần nào, trông rất mệt nhọc ngô bình mặc kệ cô ấy rồi lấy điện thoại ra đọc tin tức quả nhiên anh đã nhìn thấy thông tin trần lăng sương khỏi bệnh và trở lại làng giải trí cô ấy đã gia nhập công ty sơn hải anh lại xem giá cổ phiếu thì đúng là đã tăng như anh dự đoán nhưng không lâu sau anh lại nhìn thấy một thông tin khác là tin không tốt về trần lăng sương nội dung đại khái là cô ấy đã chia tay với người bạn trai luôn ở bên cạnh chăm sóc lúc ốm đau bệnh tật còn có ảnh đính kèm đó là một người đàn ông được làm mờ mặt trần lăng tuyết ngồi cạnh cũng đọc được tin này cô ấy tức đến mức tái mặt cơn ngái ngủ cũng tan biến tên khốn này thế mà dám ló mặt ra đúng là không biết xấu hổ ngô bình tò mò hỏi lăng tuyết có chuyện này thật à trần lăng tuyết thở dài sau đó nhân mặt nói em không muốn nhắc tới người này một chút nào anh ta đáng ghét lắm dù nói là vậy nhưng cô ấy vẫn kể lại mọi chuyện cho ngô bình nghe người đàn ông này tên là chu Chí viễn trước khi trần lăng sương nổi tiếng Họ chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng khi Trần Lăng Sương vừa được nhiều người biết đến thì gã lập tức theo đuổi cô ấy. Dù Trần Lăng Sương không có ấn tượng xấu với gã, nhưng cũng không thích, vì thế đã từ chối thẳng. Chu Chí Viễn không bỏ cuộc, còn dùng chiêu tặng hoa tươi suốt cả mấy năm liền. Về sau, Trần Lăng Sương bị thương, gã vẫn thế, chủ động đến bệnh viện chăm sóc cô ấy. Bỗng một hôm, Trần Lăng Sương cảm động, thấy mình không nên từ chối gã mãi như thế xuất phát từ sự cảm kích và tin tưởng, Trần Lăng Sương đã nhờ gã dùng danh nghĩa của mình để quản lý hai công ty của cô ấy. Nhưng không lâu sau, cấp dưới của Trần Lăng Sương đã gọi đến và nói Chu Chí Viễn thường xuyên giờ trò với các nhân viên nữ ở công ty, đã thế còn tham ô công quỹ. Ban đầu, Trần Lăng Sương không tin, nhưng ngày càng có nhiều người lời ra tiếng vào, cô ấy đành ngồi xe lăn đến công ty kiểm tra. Quả nhiên cô ấy phát hiện, mới có hai tháng mà hai công ty đã hụt hơn 30 triệu. Cô ấy nhờ kế toán kiểm tra thì vấn đề nằm ở Chu Chí Viễn. Trần Lăng Sương vô cùng tức giận và thất vọng, muốn tìm Chu Chí Viễn để chất vấn, nhưng gã đã lặn mất tăm, đến giờ cũng chưa xuất hiện. Vậy mà lúc này, gã lại ở đâu chui ra nói Trần Lăng Sương khỏi bệnh rồi thì vứt bỏ gã, rõ ràng là có ý chơi xấu. Trần Lăng Tuyết chỉ kể qua, nhưng Ngô Bình đã nắm được tình hình, anh nói, Chu Chí Viễn này tự dưng xuất hiện nhất định là có âm mưu gì đó chờ chị em về, em nhớ nhắc cô ấy cẩn thận. Trần Lăng tuyết hừ nói, tên khốn này, gã thử thò mặt ra xem, em sẽ báo cảnh sát luôn. Nếu không tại gã tham ô công quỹ thì công ty của chị em đã chẳng phá sản rồi. Một lát sau, Quảng Hải đã lái xe đến đón Ngô Bình tới chỗ tụ họp. Địa điểm là một khách sạn, họ vừa đến nơi thì đã có một người thanh niên khoảng 27 tuổi bước chậm chậm tới, trông không giống người luyện võ. Anh ta cười lớn nói, sư thúc tổ, tôi là diệp huyền đây là cháu của diệp thiên tông một trong các cậu ấm ở thiên kinh ngô bình gật đầu diệp huyền tôi đã nghe quảng hải nhắc đến anh đúng là tuổi trẻ tài cao diệp huyền cười trừ cảm ơn sư thúc tổ đã khen sư thúc tổ mọi người đã đến hết rồi có người sư thúc tổ từng gặp đấy ạ à, là đức bảo đức thắng và tử thanh ngô bình cười nói họ cũng đến à diệp huyền vâng nhưng cũng có người chưa tới mình vào trong thôi ạ à. Bọn họ đi vào bên trong thì thấy có hơn chục người ở đây, có người Ngô Bình quen, có người thì không. Anh vừa vào, tất cả mọi người đã đứng dậy. Diệp Huyền vội nói, "Mọi người, để tôi giới thiệu nhé, đây chính là sư thúc tổ của chúng ta." Những người đó đều tiến lên vái chào, kể cả nhóm Đức Bảo. Bọn họ đều còn ít tuổi, hầu hết đều ngang tuổi với Ngô Bình, khi thấy anh trông không có gì đặc biệt thì đều chậm chậm đi ra chỗ khác. Một người đàn ông 25 tuổi, đầu hói mặt đỏ rực trông rất có khí thế đó là hồng chiến đại đệ tử của lý long thần hồng chiến xoa đầu rồi cười nói sư thúc tổ đệ tử nghe sư phụ nói người giỏi y thuật lắm hiện giờ đệ tử đang gặp một chuyện rắc rối sư thúc tổ có thể cho đệ tử vài lời chỉ dẫn được không ạ ngô bình có gì thì anh nói đi hồng chiến lại gãi đầu rồi nói đệ tử tu luyện thiết đầu công thật ra cũng chưa luyện ra đâu vào đâu nhưng không biết tại sao nửa năm trước lại bắt đầu bị hói Hai, đệ tử mới ngoài 20, còn chưa có bạn gái, giờ trông thế này chán quá. Đệ tử muốn nhờ sư thúc tổ giúp mọc tóc lại được không ạ? À? Ngô Bình gọi anh ta lại gần rồi quan sát, sau đó lại hỏi quá trình luyện công rồi lắc đầu nói, cách dùng thuốc trong quá trình luyện công của anh có vấn đề, tóc không dụng mới lạ. Không chiến là thuốc có vấn đề ạ, à? nhưng tại sao những người luyện thiết đầu công khác lại không bị giống đệ tử? Thậm chí tóc của họ còn mọc dày hơn. Ngô Bình, tác dụng của thuốc phát huy ở mỗi người đều không giống nhau, thể chất của anh vốn dễ dụng tóc. Đương nhiên điều quan trọng nhất là anh đã luyện công sai. Hồng Chiến ngạc nhiên, đệ tử luyện công sai ư? Ngô Bình, ừm, đó chính là lý do anh bị dụng tóc. Đức Thắng nói, sư thuốc tổ, uy lực của thiết đầu công do Hồng sư huynh tạo ra mạnh lắm, không giống luyện sai đâu. Ngô Bình, uy lực mạnh không có nghĩa là luyện đúng. Sau đó anh hỏi tiếp, mọi người có biết điểm lợi hại thật sự của thiết đầu công là gì không? Hồng Chiến đáp, ngày xưa, sư phụ truyền thụ môn võ kỹ này cho đệ tử đã nói phải dùng chiêu thức này để tấn công đối thủ bất ngờ. Ví dụ, khi hai tay của mình và đối thủ đang đấu với nhau, mình thi triển thiết đầu công thì sẽ dễ hạ gục đối thủ. Ngô Bình lắc đầu, thế tôi mới nói cách tu luyện và suy nghĩ của mọi người sai rồi. Mục đích của người đầu tiên sáng lập nên thiết đầu công là muốn tăng phòng vệ cho phần đầu thật ra đây là một nơi rất yếu, nếu bị đối thủ đánh trúng vài điểm trọng yếu thì sẽ chết ngay. Vì thế người đó mới muốn tăng bảo vệ cho bộ phận này, đó là mục đích chính. Thiết đầu công là luyện cho phần đầu chịu được đòn tấn công, để mình không bị kẻ địch giết hại. Còn cách luyện của Hồng Chiến là coi đầu mình như vũ khí để tấn công đối thủ, vậy là sai rồi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đây là lần đầu tiên họ nghe thấy quan điểm này. Hồng Chiến gãi đầu nói, sư thúc tổ, đây là cách mà sư phụ dạy cho đệ tử, vậy là sư phụ sai rồi. Thằng kia, bảo ai sai thế hả? Đột nhiên có một giọng nói sang sảng vang lên, Lý Long Thần bước nhanh vào. Hồng Chiến vội quỳ xuống đất, "Sư phụ, người đến rồi ạ." À? Lý Long Thần mặc kệ anh ta rồi đi tới cạnh Ngô Bình, sau đó vái chào, đệ tử Lý Long Thần tham kiếm sư thúc. Ngô Bình vội đỡ ông ấy dậy, "Long Thần, anh đã ngần này tuổi rồi thì không cần câu nệ vậy đâu." Lý Long Thần cười lớn nói, tuy sư thúc còn trẻ, nhưng vẫn là sư thúc của Long Thần, cho nên không thể bỏ qua lễ tiết được. Sứt lời, ông ấy đã hồng chiến một cái rồi nói, không biết lớn nhỏ gì trước mặt sư thúc tổ cả, con ngứa đòn rồi phải không? Hồng chiến cười xoa, sư phụ, con nào dám? Con với sư thúc tổ đang bàn về thiết đầu công, sư thúc tổ bảo người dạy con sai cách rồi. Thật ra Lý Long Thần đã nghe thấy chuyện này rồi, ông ấy cười nói, sư thúc tổ con nói đúng đấy, thiết đầu công là để luyện phòng ngự cho phần đầu. Còn cách dùng đó để tấn công đối thủ chỉ thông dụng trong khoảng hơn 100 năm trở lại đây thôi. chương 209, Đại thủ ấn chân không. Hồng Chiến gãi đầu, ơ sư phụ, nếu sai thì sao người lại dạy con. Lý Long thần lại đạp cho anh ta thêm một phát cái thằng đần này. Sư phụ bảo con luyện nó thành tuyệt kỹ bảo mệnh, để tấn công kẻ địch bất ngờ cơ mà. Con thì siêu rồi, Luyện ngày luyện đêm, khiến cả thiên hạ đều biết thiết đầu công của con giỏi. Thế thì luyện công pháp này còn ý nghĩa gì nữa? Hồng Chiến muốn bật khóc, sư phụ, thế sao người không nhắc con? Lý Long Thần cười nói, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, về sau ta thấy nếu con có thể luyện thiết đầu công tới một cảnh giới nhất định thì cũng là chuyện tốt. Ngô Bình gật đầu, sư phụ anh nói đúng đấy, thiết đầu công có một bước rất quan trọng là nối liền sức mạnh ở cột sống với đầu. Nếu anh luyện thành công thì uy lực sẽ lên một tầm cao mới." Lý Long Thần bái phục nói, sư thúc đúng là cao minh, đúng là đệ tử đã nghĩ như vậy. Nhưng không ngờ thằng ngốc này lại bị dụng tóc. Ông ấy vừa nói dứt câu thì mọi người đều cười ồ lên, Hồng Chiến thì gãi đầu cười ngượng. Lúc này, lại có một giọng nói vang lên, sư đệ, có chuyện gì mà vui thế? Một người đàn ông trung tuổi ăn mặc như thầy giáo mỉm cười bước vào, tay còn cầm một chuỗi ngọc Trông khí chất của người này nho nhã, khiến người ta thấy rất dễ gần. Lý Long Thần cười nói, "Là Trần sư huynh." Ông ấy vội giới thiệu Ngô Bình, "Sư huynh, đây là sư thúc của chúng ta, anh mau lại chào đi." Trần Nhược Tùng đã biết Ngô Bình đến nên nhanh chóng bước tới vái chào. Đông Phật Tiên Sinh đã có quy định, khi gặp trưởng bối phải dập đầu chào, đương nhiên Trần Nhược Tùng cũng không ngoại lệ. Ngô Bình đỡ ông ta dậy rồi cười nói, "Không cần đa lễ, sau này gặp tôi" Mọi người đừng làm vậy nữa. Trần Nhược Tùng mỉm cười rồi đổi thành đứng vái, "Không được đâu ạ, à, không thì đệ tử sẽ bị sư phụ mắng chết mất." Tuy ngoài mặt Trần Nhược Tùng tỏ vẻ lễ phép như thế, nhưng thực chất thì chưa phục Ngô Bình. Ông ta không hiểu tại sao sư tổ lại nhận một đệ tử trẻ thế này, như thế chẳng phải khiến họ khó xử ư? Lúc này, Lý Long Thần đã đi tới vỗ vai ông ta, hai người chơi khá thân. Sau cú vỗ vai của Lý Long Thần, Trần Nhược Tùng thoáng ngạc nhiên vì cảm thấy sức của Lý Long Thần dồi dào, mạnh mẽ. Ông ta ngạc nhiên hỏi, sư đệ, đệ đột phá rồi à? Thì ra sau khi được Ngô Bình chữa khỏi ám thương, Lý Long Thần đã đột phá, ông ấy đã tiến bộ nhanh chóng ở cảnh giới tiên thiên và luyện thành bí truyền diên hống nhị tương của Đông Phật tiên sinh. Môn võ kỹ này giúp người luyện tăng sức mạnh. Ngô Bình khẽ gật đầu, theo anh được biết thì tiên thiên có 5 cấp, Lý Long Thần đang ở cấp thứ 2, hơn nữa cách bước thứ 3 không còn bao xa nữa xem ra bí truyền này của Đông Phật tiên sinh khá có ích trong quá trình tu luyện ở cảnh giới tiên thiên. Chứ không như Dương Thiên Thiên, không biết gì về cảnh giới này cả. Lý Long thần đắc ý nói, sư huynh, sư thúc đã chữa khỏi ám thương cho em rồi, nên em mới đột phá được. Huynh phải tăng tốc lên, không vài ba năm nữa sẽ bị em vượt mặt đấy. Trần Nhược Tùng mừng rỡ nói, sư thúc đã chữa khỏi ám thương cho chú rồi ư. Tốt quá rồi. Ông ta thật lòng thấy mừng cho Lý Long Thần, các đệ tử trong môn phái của Đông Phật Tiên Sinh rất yêu thương và đoàn kết với nhau, cá nhân càng mạnh thì môn phái càng bền. Những người khác đều thấy kinh ngạc, đến thái sư tổ của họ còn không chữa được vết thương của Lý Long Thần, vậy mà Ngô Bình có thể làm được, xem ra vị sư thúc tổ này cũng không đơn giản. Lý Long Thần, y thuật của sư thúc tổ rất kỳ diệu, ai thấy trong người không khỏe thì mau nhờ người khám cho. Diệp Huyền ho khan một tiếng, sư thúc tổ, dạo này đệ tử hay bị hoa mắt chóng mặt, người có thể khám giúp đệ tử được không? Ngô Bình bắt mạch cho anh ta rồi nhân mặt nói: anh làm việc và nghỉ ngơi không điều độ, lại không biết tiết chế, quan hệ nam nữ quá độ sẽ bị kiệt sức đấy. Nghe thấy thế, mọi người đều cười phá lên. Diệp Huyền đỏ mặt rồi vội nói: sư thúc tổ, có cách gì chữa trị không ạ? Ngô Bình nhìn anh ta, anh còn trẻ, đừng đắm chìm trong tử sắc. Tôi sẽ truyền cho anh một cách thanh lọc cơ thể, tiện thể kê cho anh một đơn thuốc luôn. Diệp Huyền mừng rõ rồi nói cảm ơn. Diệp Huyền mở màn, những người khác cũng ngùa theo, buổi gặp gỡ đã trở thành buổi khám chữa bệnh, ai cũng có vấn đề trong người, người thì vì tu luyện, người thì vì sức khỏe. Phán đoán của Ngô Bình rất chuẩn, khiến ai cũng phải thán phục và công nhân y thuật của anh quá giỏi. Một lát sau, Triệu Phương Ninh cũng tới, ông ấy là một đại gia võ thuật ở Hoài Bắc, dù thế lực không bằng Lý Long Thần, nhưng cũng là nhật vất có số có má ở khu mình sống. Triệu Phương Ninh ăn vận rất ra dáng đại gia, ông ấy đã ngoài 40 tuổi, tu vi chưa tiến vào tiên thiên, mới là cao thủ cảnh giới thần, khí huyết như rồng, da rẻ hồng hào. Sau khi vái chào Ngô Bình, ông ấy cười lớn nói, sư thúc, người còn trẻ như vậy mà đã là tông sư cảnh giới thần rồi, đúng là quá giỏi. Sư phụ nói sư thúc đã tu luyện nhiều công phu rất lợi hại, người cho thể cho chúng đệ tử mở mang tầm mắt không? Dù mọi người đều bái phục tài y thuật của Ngô Bình, nhưng vẫn chưa biết gì về uy lực của anh cả, cho nên đang rất mong chờ. Ngô Bình mỉm cười nói, vậy chúng ta tỉ thí vài chiêu nhé. Triệu Phương Ninh hiếu thắng nên rất thích tỉ thí, ông ấy cười nói, vậy xin sư thúc nương tay và chỉ bảo thêm. Mọi người tránh ra tạo một không gian trống, Ngô Bình và Triệu Phương Ninh tiến vào đó. Ngô Bình nói, Phương Ninh, tiếp chiêu. Sứt lời, anh lao lên rồi tung một trưởng về phía Triệu Phương Ninh, trưởng Pháp này mang khí thế rất lớn triệu phương ninh hô lên đáp lời rồi tung trưởng ninh chiến trưởng pháp của cả hai va chạm với nhau triệu phương ninh thấy tay mình trống rỗng như đang đánh vào cục bông ông ấy ngẩn ra trong lúc đang hoang mang thì chờ thấy chân khí trong người mình bị rút cạn ông ấy hoảng hồn rồi vội buông tay ra thấy thế ngô bình tung ngay một cú đá vào hông triệu phương ninh chỉ cần anh lấn thêm một chút là có thể đá bay ông ấy rồi triệu phương ninh khó tin nói sư thúc người vừa dùng công phu gì vậy sao lại hút được chân khí của người khác ngô bình thu chân lại rồi cười nói đó là chân không lực mà tôi mới học nó có thể hút sức mạnh của đối thủ khiến đối phương hoảng sợ tạo lỗ hổng cho mình tấn công diệp huyền bội phục nói sư thúc có công phu như vậy ư sao đệ tử chưa từng nghe nói bao giờ ngô bình tôi cũng mới học thôi anh chưa nghe nói cũng là chuyện bình thường lý long thần cũng rất tò mò sư thúc có thể thi triển lại một lần nữa không ngô bình gật đầu sau đó đập tay phải xuống đất, lòng bàn tay anh lập tức xuất hiện trạng thái chân không, đồng thời anh giải thích nguyên lý và bí quyết cho mọi người nghe luôn. Nếu luyện chân không lực đến cuối sẽ tạo ra được đại thủ ấn chân không, bùng nổ khí thế, đánh cho đối thủ thịt nát xương tan với chỉ một đòn. Mọi người nghe thấy thế thì hít vào một hơi lạnh, đại thủ ấn chân không này đáng sợ thật. chương 210, kẻ phản bội. Khi buổi tụ họp đang vào lúc sôi nổi nhất, thì đám vãn bối như Đức Bảo đều thỉnh giáo Ngô Bình, thậm chí có người còn mặt dày đến mức xin anh tuyệt học võ lâm luôn. Ngô Bình rất dễ tính, ai xin anh đều cho hết. Đúng lúc này, chót có một người đàn ông đảo lão đi vào, người này ngoài 30 tuổi, mặt mày tái mét, khóe miệng còn dính máu. Tử Thanh hô lên, sư phụ. Lý Long Thần và Triệu Phương Ninh cũng vội vàng đỡ anh ta dậy rồi hỏi han, sư đệ, cậu làm sao thế? Đó chính là Chu Vân Hổ đệ tử thứ ba của Dương Mộ Bạch. Chu Vân Hổ yếu ớt đáp, trên đường đi, em gặp Trương Nguyên Cổ rồi bị hắn đánh cho một trường. Nghe thấy cái tên này, nhóm Lý Long Thần lập tức cao có, như thể đó là một người rất độc ác. Ngô Bình hỏi, Long Thần, Trương Nguyên Cổ là ai? Lý Long Thần thở dài đáp, xin sư thúc hãy chữa trị cho Vân hồ trước. Ngô Bình bước tới kiểm tra thì thấy Chu Vân Hổ đã trúng ám thủ rất mạnh, ám thủ này sẽ khiến anh ta chết vì quá đau đớn. Nhưng với Ngô Bình mà nói thì không có gì to tát cả, anh ấn vài cái vào người Chu Vân Hổ, cuối cùng thì tung một trưởng vào lưng anh ta. Chu Vân Hổ hộc ra vài cục máu đông, sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Anh ta vội đứng dậy rồi vái chào cảm ơn sư thúc. Ngô Bình ra hiệu cho anh ta ngồi xuống rồi hỏi Trương Nguyên Cổ là ai? Lý Long thần thở dài, Trương Nguyên Cổ là một đệ tử mà sư tổ đã thu nhận từ 15 năm trước. Ngô Bình ngẩn ra, hắn là sư huynh của ông à? Không, Lý Long Thần nói, 7 năm trước, hắn đã bị đuổi ra khỏi môn phái rồi. Triệu Phương Ninh, Sư Thúc, Trương Nguyên Cổ này là một người rất độc ác, sau khi nhận được chân truyền của Sư Tổ, hắn lập tức bộc lộ bản tính, suýt nữa còn hại chết Sư Tổ. Sau đó mỗi người một câu kể hết mọi chuyện về Trương Nguyên Cổ cho Ngô Bình nghe. Thì ra Trương Nguyên Cổ có thiên bẩm rất tốt, 15 tuổi đã nhận Đông Phật Tiên Sinh làm sư phụ, sau một năm đã trở thành cao thủ cảnh giới khí, 3 năm sau đã tiến vào cảnh giới thần cho tới 7 năm trước, khi bị đuổi ra khỏi môn phái, ôn ta đã là cao thủ cảnh giới tiên tiên rồi. Sau khi phản bội môn phái, Trương Nguyên Cổ đã ở rể tại gia tộc tư đồ tại nước Mỹ. Đây là một gia tộc thương nghiệp cắm dễ cả trăm năm ở Mỹ. Hiện giờ, hắn dựa vào kỹ thuật gen của Mỹ kết hợp với võ thuật đào tạo ra rất nhiều cao thủ. Đầu quân cho gia tộc tư đồ xong, Trương Nguyên Cổ đã dâng hết truyền thừa của đông Phật tiên sinh cho họ, vì thế rất được gia tộc này tín nhiệm và trọng dụng sau đó mới trở thành rể của Tư Đồ Bá. Tư Đồ Bá là kẻ thù của Đông Phật Tiên Sinh, ông ta đã nhiều lần muốn hại ông ấy. Trương Nguyên Cổ biết chuyện này nhưng vẫn đi theo gia tộc Tư Đồ, mục đích chính là muốn mượn kỹ thuật gen của họ để đột phá lên cảnh giới cao hơn. Kể đến đây, Lý Long thần tỏ vẻ lo lắng, đã 7 năm rồi, chắc chắn thực lực của Trương Nguyên Cổ đã cao hơn trước, khéo còn chẳng thua gì sư phụ. Ngô Bình cao mày, Trương Nguyên Cổ này đột nhiên xuất hiện ở Thiên Kinh, không biết có ý đồ gì. Chu Vân Hổ, sư thúc, khi ấy Trương Nguyên Cổ ngồi trên xe, thấy đệ tử đi ngang qua, hắn bay lên rồi đánh đệ tử một trường vào ngực, sau đó đệ tử đã bị trung ám thương. Ngô Bình Cả Kinh, bay lên cao rồi đánh anh ư. Vậy thì ít nhất thực lực của hắn cũng phải đến cảnh giới võ thần rồi. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, Chu Vân Hổ nói, đệ tử phải báo cho sư phụ ngay mới được. Anh ta vừa gọi cho Dương Mộ Bạch, thì ông ấy đã bảo chuyển máy cho Ngô Bình như đã biết sự việc. Sư đệ, anh biết chuyện của Trương Nguyên cổ từ nửa tháng trước rồi, giờ hắn đang là chủ của Tiên Cơ. Tiên Cơ là gì ạ?" Ngô Bình hỏi. Là một tổ chức mới chuyên lùng các tiên phủ động thiên. Hắn đã phản bội gia tộc Tư Đồ rồi, sau đó đã dùng một phần kỹ thuật gen để đổi lấy vị trí hiện tại, cho nên dù anh và sư huynh bắt tay nhau cũng không đọ lại hắn được. Ngô Bình kinh ngạc, Trương Nguyên cổ lại phải bội gia tộc Tư Đồ ư? tên này thú vị đấy. Dương Ngộ Bạch, sư đệ, tạm thời cậu đừng chạm mặt với Trương Nguyên Cổ, tên này độc ác lắm, anh sợ hắn sẽ gây bất lợi cho cậu. À, cậu cũng đừng nói cho ai biết chuyện của tiểu sư muội vội, nếu không bị Trương Nguyên Cổ phát hiện ra thì chắc chắn hắn sẽ giết người diệt khẩu. Ngô Bình biết Dương Ngộ Bạch đang lo lắng điều gì, tư chất của Hồng Lăng rất xuất sắc, sớm muộn gì cũng vượt qua Trương Nguyên Cổ. Để giảm mức nguy hiểm khi sư môn cũ trả thù, Trương Nguyên Cổ sẽ nghĩ cách để Hồng Lăng không tiến bộ được nữa. Đương nhiên, một đệ tử mới của Đông Phật Tiên Sinh như anh cũng đang trong vòng nguy hiểm. Sư huynh yên tâm, em biết phải làm gì rồi. Sau khi Ngô Bình tắt máy, bầu không khí tại đây đã ảm đạm hơn hẳn, anh nói, Trương Nguyên Cổ đã quay lại nên mọi người phải nỗ lực tu hành. Sẽ có một ngày, chúng ta phải bắt kẻ phản bội đó phải trả giá. Lý Long Thần nói, sư thúc nói phải, đệ tử sẽ cố gắng tu luyện mỗi ngày. Diệp Huyền nói: Sư thúc tổ, tối nay chúng ta đi gặp Lục Kình Ba đi. Ông ta có nhiều thế lực ở Thiên Kinh lắm, đệ tử thấy không nên đối đầu với người này. Ngô Bình, chuyện của Trần Lăng Sương tôi đã cho qua rồi đấy, không thì ông ta chưa xong với tôi đâu. Diệp Huyền cười trừ, sư thúc tổ, nhưng vấn đề chính là ở cô diễn viên ấy. Bây giờ Lục Kình Ba đang kẹt vốn nên chỉ muốn giá cổ phiếu tăng cao. Nếu ông ta không làm được thì công ty sẽ phá sản. Vì thế để cổ phiếu tăng giá, ông ta không từ một thủ đoạn nào, nếu có ai ngáng đường, ông ta cũng sẽ giết người diệt khẩu luôn. Ngô Bình cao mày, nếu thế thì còn gì để mà nói nữa. Diệp Huyền cũng không hẳn, đệ tử thấy Trần Lăng Sương và Lục Kình Ba chỉ có khúc mắt nhỏ thôi, chứ không phải kẻ thù một mất một còn, vậy tại sao họ không thể hợp tác với nhau? Chỉ cần Trần Lăng Sương đồng ý về hoa ảnh, Lục Kình Ba sẽ tặng cho cô ấy 5% cổ phần ngay. Ngô Bình lắc đầu, Diệp Huyền, anh nhìn nhận vấn đề đơn giản quá rồi, anh tưởng một mình Trần Lang Sương có thể giúp cổ phiếu tăng giá ư. Diệp Huyền ngẩn ra, sư thúc tổ, ý của người là lục kình ba còn có mục đích khác sao? Ngô Bình gật đầu, tôi không rõ ông ta có mục đích gì, nhưng chắc chắn không tốt đẹp gì đâu. Sau đó, anh hờ hững nói, tường đổ thì nhiều người chống, giờ phải thuận theo thời thế, chứ không phải muốn làm gì thì làm. Diệp Huyền sáng mắt lên, sư thúc tổ, ý của người là lục kình ba sắp xong đời rồi ạ à? có xong hay không thì phải gặp mới biết được anh sắp xếp buổi gặp tối nay đi đến lúc đó tôi sẽ có phán đoán ngô bình nói diệp huyền gật đầu vâng đệ tử đi ngay nghe thấy ngô bình định đi gặp lục kình ba lý long thần nói sư thúc chúng đệ tử đi cùng người đệ tử nghe nói người đó cũng có chút sức mạnh nhớ có chuyện gì thì chúng đệ tử có thể dạy dỗ ông ta ngô bình cười nói được thôi có thêm hai cao thủ cảnh giới tiên thiên đi cùng thì tôi quá yên tâm rồi. Sau đó, buổi gặp gỡ mới chính thức bắt đầu, uống rượu là việc không thể tránh. Ngô Bình có vai cao nên được cả đống người chúc rượu. Bọn họ đều là người tu hành nên tử lượng rất cao, vài thùng rượu trắng đã hết sạch, cả hội uống đến tận chiều muộn. Thấy không còn sớm nữa, Diệp Huyền gọi một cuộc điện thoại rồi nói với Ngô Bình, sư thúc tổ, đệ tử đã hẹn lục kình ba rồi, chắc ông ta cũng sắp tới. Ngô Bình bị chuốc rượu nhiều nên dù tử lượng cao đến mấy thì cũng đã ngả say, anh cười lạnh nói, ừ, không cần đi đông lắm đâu, Long Thần, Nhược Tùng, Diệp Huyền, ba người đi cùng tôi là được rồi. chương 211, quỳ xuống. Lúc này, có một dàn xe sang đỗ trước cổng khách sạn, Lục Kinh ba bước xuống từ một trong các chiếc xe đó, mặt ông ta hầm hầm sát ý. Có hai người đứng phía sau ông ta, một người đã già, vừa lùn vừa gầy, hàm răng thì vàng khè, mắt hiếp tịt như một đường thẳng, hai tay đút túi quần. Người còn lại khoảng hơn 40 tuổi, cao tầm 1m75, mặc áo ba lỗ lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, mắt sáng, gân xanh nổi đầy tay, bàn tay to hơn người bình thường gấp nhiều lần. Lục kình ba liếc nhìn khách sạn rồi nói, ông Lệ, anh Thạch, tên đó có tu vi rất cao, hai anh có chắc chắn đánh chết được nó không? Ông lão cười lớn nói, người trong giang hồ gọi tôi là quỷ thủ, vì ai tôi cũng có thể giết được người đàn ông trung niên hờ hững nói liệt kim trưởng của tôi cung thế nghe người của anh kể lại thì chắc tên đó là cao thủ cảnh giới thần nhưng anh yên tâm có hai chúng tôi ở đây thì nó chết chắc rồi lục kinh ba cười lạnh nói thế thì tốt thằng khốn ấy dám đòi giảng hòa với tôi nó mà cũng đòi ư cả đám tiến lên tầng ba của khách sạn diệp huyền đang đứng trước cửa thang máy thấy lục kinh ba dẫn nhiều người theo như vậy thì thoáng ngạc nhiên hỏi ông lục trông ông không giống đi giảng hòa tẹo nào Lục Kinh Ba cười khẩy nói, cậu Diệp, chúng ta quen biết đã lâu nên tôi thú thật với cậu luôn, hôm nay tôi phải giết thằng nhãi kia. Nghe thấy thế, Diệp Huyền bật cười rồi lạnh lùng nói, Lục Kinh Ba, ông muốn giết người đó ư. Được, đi theo tôi. Anh ta đi trước dẫn đường, nhóm Lục Kinh Ba đi theo sau vào một phòng họp lớn. Ngô Bình và Lý Long Thần, Trần Nhược Tùng đang ngồi tán ngẫu bên trong. Sau khi đi vào, Lục Kình Ba quét mắt nhìn một vòng rồi nghiêm giọng hỏi, "Ai là Ngô Bình?" Ngô Bình đứng dậy rồi đáp, "Là tôi, ông là Lục Kình Ba hả?" Lục Kình Ba mỉm cười nham hiểm rồi vung tay, ra tay. Hai cao thủ cảnh giới thần sau lưng ông ta lập tức xông lên tấn công Ngô Bình. Ngô Bình vẫn ngồi yên, Lý Long Thần và Trần Nhược Tùng thì lao lên, hai luồng khí thế bức người bùng nổ. Hai người ở phe của Lục Kình Ba mới đi được nửa đường thì đã phải dừng bước sau đó nhìn chòng chọc vào Lý Long Thần và Trần Nhược Tùng, chẳng mấy chốc chán họ đã vã mồ hôi lạnh. Lục kình ba cao mày, hai người ngây ra đó làm gì? Mau ra tay đi. Diệp Huyền thờ ơ đứng một bên nói, họ không dám đâu. Lục kình ba đần mặt ra, không dám ư. Diệp Huyền, gặp võ giả cảnh giới tiên thiên, họ chưa sợ vỡ mật là siêu lắm rồi. Lục kình ba chuột giả, cao thủ cảnh giới tiên thiên. thiên. Bụp, ông lão gầy gò và người đàn ông trung tuổi lập tức quỳ xuống rồi run giọng nói tham kiến đại tông sư lý long thần nhìn ông lão rồi nói tên họ ông lão vội đáp tôi là lệ bách xuyên người lĩnh nam lý long thần lệ bách xuyên tôi đã nghe nói về ông rồi ông là một trong bảy sát thủ ở lĩnh nam ông giỏi đấy dám tới thiên kinh làm loạn lệ bách xuyên vội nói tôi không dám tôi chỉ nhận tiền rồi làm việc cho người ta thôi không ngờ lại gặp đại tông sư ở đây xin hỏi đại danh của người lý long thần tôi là lý long thần người mà ông định giết chính là sư thúc của tôi lệ bách xuyên dù cha ông là lệ huyết thần có sống lại thì cũng không dám động tới sư thúc của tôi đâu ai cho ông dũng khí vậy hả lệ bách xuyên sợ đến mức rụt cổ thì ra là đệ tử trong sư môn của đông phật tiên sinh tôi đáng chết mong đại tông sư lượng thứ người đàn ông trung niên cũng đang thầm chửi bới lục kình ba vì ông ta lại thuê họ xử lý truyền nhân của Đông Phật, đúng là muốn hại chết họ mà. Ông ta chắp tay nói, vãn bối thạch hiếu tiên, truyền nhân của nhà họ thạch ở Hà Tây. Trần Nhược Tùng thờ ơ nói, hả, nhà họ thạch ư, anh có quan hệ gì với thạch tông hiệp? Thạch hiếu tiên vôi đáp, đó là bố tôi. Trần Nhược Tùng cười lạnh nói, anh về hỏi ông ta xem còn nhớ Trần Nhược Tùng không nhé? Thạch Hiếu Tiên gật đầu lia liệu, ông ta đã nghe danh của Trần Nhược Tùng từ 30 năm trước, nhưng điều đáng sợ hơn là Trần Nhược Tùng và Lý Long Thần đều là truyền nhân của Đông Phật Tiên Sinh. Hai người quỳ dưới đất không dám động đậy, còn Lục Kinh Ba thì đứng như trời trồng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngô Bình đã bước tới gần ông ta rồi nói, xem ra ông không định hòa giải mà còn muốn giết tôi. Chật chật, đúng là công tử thiên kinh có khác, giết người trong trước mắt, bái phục. Chán Lục Kinh Ba dịn đầy mồ hôi, đến tên ngốc cũng biết Ngô Bình này không phải người đơn giản. Ông ta cố nở một nụ cười rồi nói với Diệp Huyền, "Cậu Diệp, sao cậu không nói cho tôi biết thân phận của cậu Ngô đây? Nếu tôi mà biết thì nào dám động đến cậu ấy chứ?" Diệp Huyền cười lạnh nói, "Tôi chưa nói à? Không phải lúc gọi cho ông tôi đã bảo chúng tôi là người quen rồi ư?" "Ông nghe mà không hiểu à?" Lục Kình ba cười xòa, "Là tôi sai, mong cậu Ngô đừng trách tội." "Chát!" Ngô Bình tát cho Lục Kình ba một cái làm ông ta bay lên rồi ngã mạnh xuống đất sau đó mặt đã sưng phù, răng cũng rụng mất ba cái. Ông ta vừa tức vừa sợ rồi chỉ vào Ngô Bình nói, cậu dám đánh tôi. Giác, Ngô Bình bước tôi rồi đạp gãy đùi ông ta, lục kình ba kêu lên thảm thiết, đau đến mức rớt nước mắt. Ông muốn giết tôi nên giờ tôi sẽ xử ông, Ngô Bình lạnh lùng giơ tay lên đập liên tục vào người ông ta rồi hạ một ám thủ cực mạnh. Sau đó, anh nói, lục kình ba, tôi đã hạ năm ám thủ trong người ông nếu không được giải thì chúng sẽ lần lượt phát tác trong nửa tháng đến lúc đó ông sẽ sống không bằng chết lục kình ba gào lên diệp huyền mau nói cho cậu ta biết tôi là ai cậu ta mà dám làm gì tôi thì nhà họ lục sẽ không tha cho cậu ta đâu diệp huyền nhìn lục kình ba như một tên điên rồi nói lục kình ba tôi thấy nhà họ lục của ông không là gì đâu chỉ cần một câu nói của tôi thôi là cả nhà họ ông sẽ bị diệt ngay suốt lời anh ta nói tiếp à dù tôi cũng được gọi là công tử thiên kinh như ông, nhưng ông chưa hiểu hết về tôi đâu, về hỏi bố mình xem Diệp Huyền tôi là người như thế nào đi. Còn nữa, không ai có thể giải được ám thủ ấy cho ông đâu, nếu muốn sống thì nộp một tỷ cho mỗi ám thủ. Lục Kinh Ba Jun sợ nhìn Ngô Bình, sau đó bảo đám đàn em cõng đi. Trước lúc đi, ông ta còn muốn chửi bới thêm vài câu, nhưng cuối cùng vẫn không dám lên tiếng. Lúc này, lý long thần nhìn sang hai người lệ bách xuyên rồi nói hai người đi đi hai người kia như được đại xá lập tức đứng dậy chạy ngay rời khỏi khách sạn rồi lệ bách xuyên mới thở phào một hơi cậu thạch nay mình suýt chết đấy thạch hiếu tiên gật đầu trần nhược tùng và lý long thần đều là đại tông sư cảnh giới tiên thiên muốn giết chúng ta thì quá đơn giản hai người lên một chiếc taxi rồi rời khỏi thiên kinh luôn vì sợ nhóm lý long thần đổi ý chương 212, mối thù của Diệp Huyền. Ngô Bình hỏi Diệp Huyền, năm ám thủ mà bán được những năm tỷ à? Diệp Huyền cười hì hì nói, đệ tử vốn định giàn xếp cho hai bên hòa giải, không ngờ Lục Kình Ba lại không biết điều. Nếu thế thì khỏi cần khách sáo với ông ta làm gì? Sư thúc tổ, chuyện này cứ giao cho đệ tử, đệ tử đảm bảo Lục Kình Ba sẽ phải xì tiền, hơn nữa sau này sẽ không bao giờ dám động tới người nữa. Lý Long thần cười nói, sở bắc thúc, người cứ giao việc này cho Diệp Huyền đi. Ngô Bình gật đầu, được, vậy phiền anh nhé. Diệp Huyền cười lớn nói, bao giờ gặp ông nội đệ tử, sư thúc tổ bảo người bớt đánh đệ tử lại là được rồi. Mọi người đều cười ồ lên. Sau đó, ai về nhà nấy, Diệp Huyền mời Ngô Bình và Quảng Hải đến nhà của mình. Nhà của Diệp Huyền lớn hơn nhà của Trần Lăng Sương nhiều, diện tích hơn 7.000 mét vuông. Có nhà để xe riêng, hiện tại có hơn 30 chiếc xe sang ở đây. Đây là nơi mà Diệp Huyền thường dẫn các cô gái về qua đêm. Nhưng hôm nay, anh ta không dám làm bậy, không dám gọi một cô nào tới cả. Anh ta mời Ngô Bình tham quan khi rượu và nhà để xe của mình, các xe sang thì khỏi phải bàn, còn kho rượu thì cũng không thiếu những chai rượu quý, hầu hết đều là rượu vang. Cuối cùng, họ lên phòng sách rất lớn trên tầng 3, ở đây có rất nhiều tranh chữ, đồ gốm và rất nhiều tiểu thuyết. Ngô Bình thấy thế thì bật cười nói, Diệp Huyền cậu cũng có nhiều thú vui quá nhỉ. Ngô Bình cười trừ nói, không giấu gì sư thúc tổ, tài sản của nhà họ Diệp đều do đệ tử quản lý, mua những thứ này cũng là một cách quản lý tài sản đấy ạ. À. Ngô Bình đi quanh một phòng thì phát hiện hầu hết đồ siêu tầm ở đây đều không có vấn đề gì. Xong, Ngô Bình đã nhìn thấy có ba khối hổ phách to bằng nắm đấm trong góc, một khối trong số đó có phong ấn một bông hoa ở bên trong. Anh cầm lên xem thì thấy có linh khí lởn vởn trên bông hoa đấy, Ngô Bình nổi hứng hỏi, Diệp Huyền, anh lấy viên hổ phách này ở đâu thế? Diệp Huyền liếc nhìn rồi cười đáp, đệ tử mua lại với giá 120.000 của một nhà siêu tầm hổ phách ở Thiên Kinh. Nếu sư thúc tổ thích thì cứ lấy đi ạ. À. Ngô Bình nói, thế tôi không khách sáo nữa nhé, hôm nào anh hẹn người đó cho tôi xem bộ siêu tập hổ phách của người ta nha. Được ạ, à, chuyện này đơn giản, Diệp Huyền cười nói. Ngô Bình hỏi tiếp, anh mua những đồ siêu tầm này hết bao nhiêu tiền? Diệp Huyền, khoảng 1 tỷ gì đó, nhưng giá trị của chúng đã lên đến 20 tỷ rồi. Ngô Bình, nhà họ đường ở Vân Kinh cũng chuyên đầu tư siêu tầm các sản phẩm nghệ thuật, khi nào về tôi sẽ giới thiệu cho anh. Lần trước tôi có hỏi thì biết các đồ siêu tầm của họ mỗi năm đều tăng thêm 20% giá trị đấy, nếu để lâu hơn thì còn tăng nữa. Diệp Huyền sáng mắt lên, thật không ạ, sư thúc tổ, đệ tử có nghe về nhà họ đường rồi, nhưng tiếc là chưa có cơ hội đến đó. Ngô Bình, thế thì anh nên làm quen với họ đi. Mọi người đi thêm một vòng nữa rồi về phòng khách, không thấy ai nhắc đến bố của Diệp Huyền nên Ngô Bình hỏi, bố anh đâu? Tại sao tôi không nghe thấy Đại sư Huynh nhắc đến? Diệp Huyền trầm mặc rồi nói, vì ông không muốn nhắc đến chuyện đau buồn đó. Khi đệ tử lên ba thì bố mẹ mất vì bị người ta giết hại. Ngô Bình ngạc nhiên, ai thế? Ninh gia nhật, Diệp Huyền nói, khi ấy, mọi người nhốt đệ tử trong tủ sách bố đệ tử liều mình chống trả nhưng vẫn không phải đối thủ của bọn chúng ngô bình cao mày nói đám người nhật đó đáng chết diệp huyền thở dài vì thế ông nội mới không cho đệ tử học võ và luôn che giấu thân phận của đệ tử người ta chỉ biết đệ tử là công tử của thiên kinh thôi chứ không biết đệ tử là cháu của diệp thiên tông ngô bình đã trả thù được chưa diệp huyền lắc đầu người ra tay rất giỏi dù ông nội đệ tử có đến nhật thì chưa chắc đã trả thù cho bố đệ tử được ngô bình thở dài chắc đại sư huynh đau lòng lắm diệp huyền tôi sẽ trả thù cho bố anh tôi sẽ chặt đầu họ mang đến trước mộ của bố mẹ anh để họ được ra đi thanh thản cùng là truyền nhân của đông phật tiên sinh ngô bình rất phẫn nộ khi biết con trai và con dâu của đại sư huynh bị giết nếu anh có tu vi cảnh giới võ thần thì chắc sẽ đến nhật ngay để lấy đầu hai hung thủ đó diệp huyền ngẩn ra không ngờ vị sư thúc tổ này lại nhiệt tình vì lợi ích chung như vậy anh ta vái ngô bình diệp huyền thay bố mẹ cảm ơn sư thúc tổ quảng hải nói diệp huyền sư thúc tổ không nói chơi đâu anh có biết từ lúc tu hành đến nay người đã mất bao nhiêu thời gian không diệp huyền hỏi bao lâu hơn hai năm quảng hải kính phục nói trong một thời gian ngắn như vậy mà người từ một người bình thường trở thành một tông sư cảnh giới thần đúng là kỳ tích dù diệp huyền không học võ nhưng dẫu sao cũng là cháu của Diệp Thiên Tông nên anh ta biết rõ tu luyện đến cảnh giới thần khó như thế nào. Ví dụ như Quảng Hải, từ khi mười mấy tuổi, anh ấy đã đi theo Diệp Thiên Tông để học võ rồi, vất vả tu luyện 10 năm mà anh ấy vẫn chưa tiến vào cảnh giới thần được. So với một người có tốc độ tu hành siêu tốc như Ngô Bình thì đúng là cách biệt quá lớn. Anh ta vô cùng kinh ngạc nói, sư thúc tổ, như vậy có nghĩa là không bao lâu nữa, người sẽ tiến vào cảnh giới tiên thiên ư ngô bình cảnh giới này nào có dễ thế giờ tôi vẫn đang ngưng luyện quyền ý đoạn này rất mất thời gian hai người kia run lên ngưng luyện quyền ý ư quảng hải há hốc miệng hỏi sư thúc tổ người muốn ngưng luyện quyền ý ạ à? ngô bình ừm 응, giờ vẫn đang mày mò thôi quảng hải đầy thán phục nói sư phụ đệ tử trước kia cũng muốn ngưng luyện quyền ý nhưng tiếc là không thành công nếu sư thúc tổ làm được thì thành tựu mai này sẽ không thua gì sư tổ đâu ạ à? diệp huyền đầy phấn khởi nói sư thuốc tổ người nhất định sẽ đột phá vượt qua các người đi trước và trở thành cao thủ cảnh giới địa tiên ngô bình xua tay đó là chuyện của sau này giờ nói tới thì sớm quá đúng lúc này trần lăng sương gọi tới hỏi ngô bình đang ở đây anh nói đang ở gần nhà cô ấy lát nữa sẽ tới diệp huyền không chịu cho ngô bình về không biết anh ta làm cách gì mà có được số điện thoại của trần lăng sương rồi gọi cô ấy tới Địa vị của Diệp Huyền trong ngành giải trí không thua gì Lục Kình Ba, Trần Lăng Sương nghe thấy là Diệp Huyền, biết Ngô Bình cũng ở đó thì đồng ý đến luôn. 10 phút sau, cô ấy đã có mặt, Diệp Huyền đã từng gặp cô ấy nên hai bên không cần giới thiệu gì nữa. Trần Lăng Sương rất tò mò về thân phận của Ngô Bình, vì thấy Diệp Huyền gọi anh là sư thúc tổ, vai vế kiểu gì vậy? Nhà Diệp Huyền có người pha chế rượu riêng, bốn người ngồi xuống vừa uống vừa trò chuyện. Nhắc đến chuyện của Lục Kình Ba, diệp huyền nói cô trần cô không phải lo về phía lục kình ba nữa ông ta sẽ không gây phiền phức cho cô nữa đâu trần lăng sương biết tất cả đều nhờ ngô bình cô ấy cảm kích nhìn anh ngô bình cảm ơn anh ngô bình chuyện nhỏm thôi à hôm nay giá cổ phiếu tăng khá nhiều diệp huyền nghe thấy ngô bình nhắc đến cổ phiếu thì cười nói sư thúc tổ nếu người muốn kiếm tiền thì đệ tử có mấy công ty đấy đệ tử sẽ tiết lộ vài tin tức cho người ngô bình xua tay không cần đâu Kiếm tiền kiểu đó dễ nhưng nguy hiểm lắm. Tôi vừa mua cổ phiếu của Sơn Hải, nhưng chỉ mua 400 triệu. Đầu tư nhỏ lẻ vậy thôi, không nên tham lam. Diệp Huyền dựng ngón tay cái, sư thúc tổ đúng là người thông tuệ, nếu là đệ tử thì đã ném cả đống tiền vào rồi. Mấy người trò chuyện đến gần sáng, bấy giờ Trần Lăng Sương mới về, còn Ngô Bình thì ở lại nhà Diệp Huyền. Cùng lúc đó, ở nhà họ Lục ở Thiên Kinh. Lúc này người lục kình ba co tròn lại rồi nằm dưới đất kêu la, gân trên người ông ta co hết lại như đang bị hàng vạn con kiến cắn, vô cùng ngứa ngáy. Một người đàn ông trung niên ngồi trong phòng khách tím mặt, ông ta chính là lục trường hưng bố của lục kình ba, năm nay 72 tuổi. Lục trường hưng tức giận quát, thằng bất hiếu này, ai cho mày động vào diệp huyền hả? Mày có biết lai lịch của nhà đó mạnh cỡ nào không? Dù đang vô cùng đau đớn, nhưng lục kình ba vẫn cắn răng nói, diệp huyền mạnh bằng con, sao nhà mình phải sợ nó chứ? Ngu dốt, Lục Trường Hưng tức đến mức run lên, công ty của Diệp Huyền có 7 cổ đông, 4 người trong số đó đều là đại gia của Thiên Kinh, 3 người còn lại thì là nhà quan chức lớn. Chúng ta không thể động tới bất kỳ ai trong số họ được. chương 213, vô cùng hối hận. Lục Kinh Ba Kinh ngạc nói, cái gì? Nhà quan chức lớn, nhà giàu số 1, sao con không biết nhỉ? Lục Trường Hưng chỉ biết thở dài, thì bố cũng mới biết tuần trước thôi chứ đâu, đang định nói cho mày hay. Ai dè, mới có mấy hôm mà mày đã gây họa lớn rồi. Một tuần trước, Lục Trường Hưng phải bỏ ra một khoản tiền lớn để làm quen với một gia tộc quan chức lớn. Trong lúc nói chuyện, ông ta đã biết phải manh mối về thân thế của Diệp Huyền. Lạc Tuyết vừa hận vừa tuyệt vọng nên tức giận nói, Diệp Huyền đáng chết, giấu kỹ thật đấy. Lục Trường Hưng lắc đầu hỏi, thế người tên là Ngô Bình thì sao, con đã biết lai lịch của nó chưa? Lục Kinh Ba càng chán nản hơn, còn gọi hỏi lệ Bách Xuyên thì lão ta bảo Ngô Bình là truyền nhân của Đông Phật Tiên Sinh, còn Đông Phật Tiên Sinh đó thì là một nhân vật võ lâm truyền kỳ, không ai dám động tới. Lục Trường Hưng gật đầu, vậy thì chúng ta đã hiểu tại sao Diệp Huyền lại giúp Ngô Bình rồi. Kinh ba, có đôi lúc mình phải học cách cúi đầu. Giờ con mang chi phiếu đến xin lỗi Diệp Huyền và Ngô Bình đi. Lục Kinh ba nghiến răng nghiến lợi, bố, con không nuốt trôi cục tức này được không nuốt cũng phải nuốt lục trường hưng quát con phải hiểu là nhà họ lục chúng ta chỉ như một hạt buổi ở thiên kinh thôi chưa là gì đâu mấy năm qua con hống hách qua nên bố cũng lường trước sẽ có ngày này rồi chỉ là không ngờ chuyện lại lớn đến mức này dù nhà họ lục có khối tài sản lên đến mấy chục tỷ đã có thể coi là hộ giàu hạng hai ở thiên kinh nhưng nhà giàu ở đây nhiều vô kể các hộ giàu cả nghìn tỷ và một trong bảy công ty mạnh nhất nước đều tệ tựu ở đây vì thế nhà họ lục vẫn chưa là gì cả Lục Kình Ba nhắm mắt lại, sau đó hít sâu một hơi rồi cố nhịn đau nói, "Được, để con đi." Nhóm Diệp Huyền uống rượu đến hơn 2 giờ sáng thì Diệp Huyền nhận được cuộc gọi của Lục Kình Ba. Cúp máy xong, anh ta cười nói, "Sư thúc tổ, Lục Kình Ba không chịu được nữa, bảo sẽ qua bây giờ." Ngô Bình cười lạnh, "Tôi còn tưởng ông ta giỏi thế nào." Diệp Huyền sờ mũi, "Sư thúc tổ, lát người đừng thương hại ông ta, tuyệt đối không được bớt một đồng nào hết." A à, đệ tử còn muốn chiếm luôn đài truyền hình và trang mạng của ông ta cơ. Ngô Bình nhớn mày, ông ta có chịu bán không? Diệp Huyền, không bán không được, không bán thì nhà họ Lục cứ chờ ngày phá sản thôi. Quảng Hải nói, nghe nói Lục Kình ba đã đầu tư 50 tỷ vào trang mạng đó, ba đài truyền hình cũng muốn của ông ta cả trăm tỷ. Mà phần lớn tiền đều vay ngân hàng. Diệp Huyền gật đầu, trang mạng ấy rất có tiềm lực, mỗi tội hơi tốn tiền. Ba đài truyền hình thì đang sinh lời rồi, nhưng lãi không cao. Vì thế, cùng lắm tôi chỉ trả 50 tỷ cho tất cả sản nghiệp ấy của ông ta thôi. Quảng Hải cười nói, 50 tỷ, thế thì lục kình ba lỗ hẳn 100 tỷ hà. Diệp Huyền cười khà khà, ai bảo ông ta đắc tội với sư thúc tổ. Tôi không cướp trắng của ông ta là may rồi đấy. Quảng Hải, nhưng nếu có 50 tỷ này thì lục kình ba cũng vượt qua giai đoạn khó khăn, nhưng muốn trở mình thì hơi khó. Diệp Huyền cười lạnh, đáng đời. Ông ta tưởng làm ăn to dễ lắm à? Nếu tôi không ra tay thì cũng có người khác nhòm ngó thôi. Hiểu biết về tài chính của Ngô Bình có hạn nên anh hỏi, anh bỏ 50 tỷ thì sau này có lỗ không? Diệp Huyền cười lớn đáp, xem ra sư thúc tổ không hiểu về tài chính rồi, trang mạng của Lục Kình Ba có thể đứng trong top 5 của cả nước, giá trị không dưới 70 tỷ. Mà đệ tử cũng không định kiếm lời từ nó, mà chỉ dùng nó để ấp ủ các dự án điện ảnh thôi còn ba đài truyền hình kia thì cũng có giá trị khoảng 20 tỷ, lãi 4 tỷ, giá giao dịch không dưới 100 tỷ, cho nên đệ tử sẽ không thể lỗ được. Ngô Bình mỉm cười, vậy thì tốt. Nửa tiếng sau, Lục Kình Ba đã tới, ông ta được người khiêng vào, cả người co quắp, mặt mày thì nhăn nhó vì đau đớn. Vừa vào, ông ta đã nói to, Diệp Huyền, tôi sai rồi, đây là chi phiếu 5 tỷ. Diệp Huyền nhìn tờ chi phiếu ấy rồi nói, Lục Kình Ba, tôi đổi ý rồi. Giờ tôi muốn ba đài truyền hình và trang mạng kia của ông." Lục Kình ba ngẩn ra, cậu muốn mua chúng ư? "Diệp Huyền, đúng, hơn nữa tôi chỉ trả 50 tỷ thôi." Lục Kình ba tức điên, ông ta tốn 150 tỷ đầu tư vào đó rồi mà Diệp Huyền chỉ trả 50 tỷ thôi ư? Lục Kình ba phẫn nộ nói, "Diệp Huyền, cậu coi tôi là gì? Tưởng muốn sao cũng được à?" "Sao nào?" diệp huyền thờ ơ nói theo tôi được biết thì ông đã thế chấp hết cổ phần ở hoa ảnh cho ngân hàng rồi giờ tôi chỉ cần nói một câu thôi là họ sẽ tịch thu hết tài sản của ông ngay cậu lục kinh ba tức đến mức run lên sau đó cay độc nhìn diệp huyền diệp huyền cười lạnh không cần nhìn tôi như thế tôi sợ lắm ông mà dọa tôi sợ nữa là tôi diệt cả nhà ông đấy lục kinh ba giật mình chợt nhớ đến thế lực khủng khiếp sau lưng Diệp Huyền nên đành hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói, tôi chỉ có 70% cổ phần ở hoa ảnh nên không thể tự quyết định chuyện này được. Chuyện đó thì ông khỏi lo, chỉ cần ông chuyển cổ phần sang cho tôi là xong, Diệp Huyền nói. Lúc này, Lục Kinh Ba đang vô cùng hối hận, tại sao mình không điều tra rõ về thân phận của Ngô Bình chứ? Anh ta đột nhiên vùng vằng đứng dậy rồi nhìn Diệp Huyền nói, Diệp Huyền, hãy cho tôi một con đường sống. Diệp Huyền lạnh mặt nói, tôi cho ông 50 tỷ, dù nhà họ lục của ông lỗ, nhưng vẫn có thể cầm cự được ở mức gia tộc hạng 3. Nếu ông không biết tôi xấu thì tôi đảm bảo nhà ông sẽ biết mất khỏi thiên kinh luôn. Lục Kinh ba tái mặt, sau đó lấy điện thoại gọi cho Lục Trường Hưng. 10 phút sau, ông ta vô lực cúp máy rồi uể oải nói tôi đồng ý. Tốt, hãy nhớ tất cả đều do ông gây ra, Diệp Huyền cười lạnh. Tối đó, Diệp Huyền đã gọi đội pháp lý đến thảo hợp đồng. Ngô Bình đã giải ám thủ cho Lục Kình Ba và nhận tấm chi phiếu 5 tỷ của ông ta. Người của Diệp Huyền thấy tờ chi phiếu không có vấn đề thì thì lập tức chuyển khoản. Sau đó, Ngô Bình xin số tài khoản của Chu Thanh Nhiên rồi chuyển luôn 5 tỷ cho cô ấy. Anh đã hứa sẽ giải quyết vấn đề khó khăn về tài chính cho cô ấy, vừa hay bây giờ đang có hơn chục tỷ nên anh chuyển cho cô ấy 5 tỷ. Chu Thanh Nhiên đang ở tỉnh Ca, sai khi nhận được điện thoại của Ngô Bình và có thêm 5 tỷ trong tài khoản, cô ấy giật bắn mình rồi vội hỏi tiền này ở đâu ra. Ngô Bình chỉ nói là mình kiếm được, bảo cô ấy cứ dùng tạm, không đủ thì anh sẽ gửi thêm. Chu thanh niên như chút được gánh nặng, đợt này cô ấy đang rất giàu dĩ vì chuyện tiền nong, thậm chí còn đang phải vay nóng lãi cao. Đột nhiên có 5 tỷ Ngô Bình gửi, mọi áp lực của cô ấy đã tan biến, ngắt máy xong, Chu thanh niên mừng đến rơi lệ. Một lát sau, cô ấy bình tĩnh lại rồi gọi cho Ngô Bình, sau đó vô cùng chân thành nói, Ngô Bình, em mong anh dùng số tiền này để trở thành cổ đông của công ty. Không chờ Ngô Bình trả lời, cô ấy đã nói tiếp, công ty kẹt vốn là do đã đầu tư hơn 50 tỷ vào dự án mới. Chỉ cần có vốn và lượng sản xuất ổn định thì chắc chắn năm nay sẽ kiếm được hơn 5 tỷ. Hơn nữa, em đảm bảo sang năm sẽ lãi gấp đôi. Thời gian qua, Chu Thanh niên đã nghiên cứu kỹ và ngành nghề và nhà mày nên biết tiềm lực của nhà mình đến đâu chương 214, đố kỵ trong phòng hóa trang. Ngô Bình nói, không cần đâu, giờ anh góp cổ phần có khác nào dậu bổ bìm leo. Chu thanh niên cuống lên nói, Ngô Bình, anh đã cư em, sao có thể coi là dậu đổ bìm leo được. Anh nghe em nói này, anh góp 5 tỷ này thì em sẽ chia cho anh 30% cổ phần. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, thế này đi, anh sẽ chuyển thêm cho em 5 tỷ nữa rồi lấy 20% cổ phần. Chu thanh niên vô cùng cảm động, Biết Ngô Bình không muốn chiếm lợi ích của nhà họ Chu nên cô ấy đành thỏa hiệp. Thôi anh đừng đôi co với em nữa, anh góp 10 tỷ thì phải nhận 30% cổ phần. Nếu anh không đồng ý thì em không nhận tiền nữa, cùng lắm thì bán công ty thôi. Ngô Bình bó tay, được rồi, 30 thì 30, lát anh sẽ chuyển tiền cho em. Ngắt máy xong, Chu Thanh Nhiên mỉm cười rồi nhanh chóng báo tin tốt này cho ông nội mình. Chu Viễn Sơn rất tán đồng với cách làm của Chu Thanh Nhiên vì nếu không có Ngô Bình giúp, Họ sẽ phải bán công ty thật. Đến khi trời sáng, đội ngũ pháp lý của Diệp Huyền mới thảo xong hợp đồng, sau đó còn cho chuyên viên đến công ty hòa Ảnh kiểm tra lại. Sau đó, không còn việc gì cho Ngô Bình nữa nên anh đã ra về, sau đó đến thăm hai mẹ con Lâm Băng Tiên. Mấy ngày qua, nhờ có cuộc thi hát mà Lâm Băng Tiên đã nổi tiếng. Ở tập 1, Lâm Băng Tiên lên sân khấu biểu diễn và được các giám khảo rất khen ngợi hôm nay chuẩn bị diễn ra buổi ghi hình thứ hai của chương trình giọng hát vang xa nên Ngô Bình quyết định sẽ đi xem. 7 giờ sáng, Lâm Băng Tiên đã có mặt ở phòng hóa trang của chương trình, vì 7 rưỡi sẽ bắt đầu quay. Cô ấy rất vui, vì có vệ thanh ảnh làm việc ở hậu đài, thêm ưu thế trời ban và được các giảm khảo yêu quý. Sau tập 1, cô ấy đã được một ca sĩ nổi tiếng tên Mã Thừa mời hợp tác, hơn nữa còn nhận được số phiếu bầu cao nhất. Vì có nhan sắc diễm lệ, khí chất cao quý, Sóng hát trời ban, tác phẩm cũng xuất sắc nên tập một vừa phát sóng, cô ấy đã có một lượng fan khủng. Hiện giờ, đã có hơn 2 triệu người quan tâm và tìm kiếm cô ấy trên mạng, hơn nữa con số này vẫn đang không ngừng tăng thêm. Vì thế, vệ thanh ảnh đã xếp cho Lâm Băng Tiên một trợ lý riêng chuyên cập nhật tin tức của cô ấy lên mạng. Không ngoài dự đoán, Lâm Băng Tiên đã nổi tiếng. Lâm Băng Tiên vừa phủ phấn xong thì điện thoại đổ chuông, thấy là Ngô Bình gọi đến nên cô ấy vội nghe ngay anh Ngô Bình, dạ, em đang ở đây rồi, vâng, em chờ anh. Có một cô gái ra ngâm ngồi ở bàn trang điểm bên cạnh, nhan sắc cũng khá, đây cũng là một trong các thi sinh của chương trình. Cô ta liếc thấy Lâm Băng Tiên vẫn đang trang điểm rồi nở một cụ cười độc ác. Khoảng 15 phút sau, Lâm Băng Tiên đã trang điểm xong, Ngô Bình cũng sắp đến, cô ấy vội ra ngoài gặp anh. Một lát sau, Ngô Bình đã xuất hiện, hai bên gặp mặt, anh hơi sững sờ, sau đó nhìn chăm chú vào gương mặt của Lâm Băng Tiên. Sau khi trang điểm, Lâm Băng Tiên đã xinh đẹp hơn, thấy Ngô Bình nhìn mình như thế, cô ấy hơi ngại ngùng nên cúi đầu xuống nói: "Anh Ngô, em trang điểm trông có xinh không?" Ngô Bình chợt kéo cô ấy lại gần rồi nói: "Vào nhà vệ sinh với anh." Trái tim thiếu nữ của Lâm Băng Tiên đập thình thịch, vào nhà vệ sinh làm gì? Nhưng cô ấy không hỏi nhiều mà ngoan ngoãn đi theo Ngô Bình luôn. "Em tẩy trang đi, mau lên." ngô bình thúc giục lâm băng tiên với giọng nghiêm trọng lâm băng tiên tò mò anh ngô tại sao ạ à? ngô bình thở dài nói trong phấn có độc lâm băng tiên hoảng hồn vội vàng rửa mặt ngay thấy cô ấy đã rửa mặt sạch sẽ ngô bình cau mày hỏi băng tiên có phải em đắc tội với ai rồi không lâm băng tiên xoa mặt rồi lắc đầu nói không ạ à, em mới đến thiên kinh còn chưa có bạn bè nào chứ đừng nói là kẻ thù dẫn anh đến phòng hóa trang ngô bình nói anh phải tìm ra người muốn hại lâm băng tiên nếu không chuyện như thế này còn tiếp diễn có bốn thí sinh đã trang điểm xong trong phòng hóa trang hiện đang cười nói vui vẻ ngoài ra có một người đàn ông để dâu đang đứng sau cô gái ra ngăm tay hắn đặt lên vai cô gái rồi hai người thì thầm gì đó ngô bình đi vào tên có dâu ngoái lại nhìn anh rồi cau mày hỏi anh là ai lâm băng tiên vội nói tổ trưởng vương anh ấy là bạn tôi tên có dâu trầm giọng nói, tôi đã nhắc nhiều lần rồi, không được cho người ngoài vào đây, cô bị điếc à. Bảo anh ta ra ngoài mau. Ngô Bình nói, anh ăn nói cho cẩn thận, tôi là bạn của sếp các anh đấy. Gì cơ, tên có dâu tỏ vẻ coi thường, bạn của sếp về á. Về soi gương lại đi, xem mình có giống bạn của sếp tôi không. Ngô Bình mặc kệ hắn, anh liếc nhìn cô gái ra ngâm thì thấy móng tay của cô ta có dính chất độc giống phấn của Lâm Băng Tiên. Chất độc này không mạnh, nhưng nếu tiếp xúc với da một thời gian dài thì sẽ khiến người đó trúng độc và bị bệnh. Ngô Bình biết ngay chính cô ta là người hạ độc, anh nghiêm giọng hỏi cô ta tại sao cô lại hạ độc băng tiên. Cô gái hoảng hốt không hiểu tại sao Ngô Bình lại biết, nhưng ngay sau đó cô ta đã đứng dậy rồi nói to, anh nói linh tinh gì thế hả? Hạ độc cái gì, anh Vương, mau tống thằng điên này ra ngoài đi, em sợ nó làm hại em. Tên có dâu lập tức gọi bảo vệ, ngay sau đó đã có tiếng bước chân vang lên, mấy người bảo vệ cao lớn đã xông vào. Tên có dâu chỉ vào Ngô Bình, tống cổ nó ra ngoài. Ngô Bình dậm chân xuống đất, đầu mấy người đó ong ong rồi sinh ra ảo giác, thấy trước mặt mình là vực sâu thăm thẳm, một người sợ đến mức tái mặt rồi nằm dạp xuống. Đó là thần ý của Ngô Bình đã đạt đến cảnh giới rất cao, nên anh có thể khiến người khác sinh ra ảo giác. Sau đó, anh gọi ngay cho vệ thanh ảnh, cô ấy đang ở thiên kinh, vì chuyện ký hợp đồng với Trần Lăng Sương nên sẽ ở lại đây một thời gian. Anh Ngô, gì cơ? Có người hạ độc, vệ thanh ảnh sợ hết hồn, sau đó tức giận nói, anh đừng giận, tôi sẽ đến ngay. Ngô Bình cúp máy rồi nhìn cô gái ấy, sau đó lạnh giọng nói, hạ độc người khác là phạm pháp, vệ thanh ảnh đang tới, đến lúc ấy, cô vừa không được tham gia chương trình nữa, mà còn thân bại danh liệt hay thậm chí là ngồi tù. Cô gái ra ngăm biến sắc mặt, sau đó quay mặt đi không dám nhìn Ngô Bình nữa. Tên có dâu thấy Ngô Bình gọi điện thật thì cũng lờ mờ nghe thấy giọng của vệ thanh ảnh. Hắn hơi hoảng rồi vội hỏi, anh quen xếp tôi thật à? Ngô Bình, cô ấy đang đến rồi, tôi sẽ bảo cô ấy đuổi việc anh. Tên có dâu sợ chết khiếp, vội vàng chắp tay nói, xin lỗi anh, tôi sai rồi, tại tôi tưởng anh tới quấy rối, chứ không biết anh là bạn của sếp. Biến, Ngô Bình đá cho hắn một phát, sau đó đi tới chỗ cô gái ra ngâm rồi hỏi, nói đi, tại sao cô lại hạ độc? Cô ta vẫn cứng miệng, anh đừng có ngậm máu phun người, tôi không biết anh đang nói gì cả. Không nhận à, Ngô Bình cười lạnh, hy vọng cô sẽ không hối hận. chương 215, ác báo. Cô gái ra ngâm hơi hoảng, cô ta biết nếu chuyện này bại lộ thì mình sẽ xong đời. Cô ta lập tức núng nịu với tên để dâu, anh Vương, anh mau đuổi người này ra ngoài đi, em sợ quá tên có dâu cũng chưa biết Ngô Bình có thân phận thế nào nên ho khan một tiếng rồi nói, dù anh có quen xếp vệ thì cũng không thể coi thường người khác được, chủ của chương trình này không chỉ có mình xếp vệ đâu. Ngô Bình chẳng buồn để ý đến hắn, lát nữa vệ thanh ảnh tới, nhất định anh sẽ bảo cô ấy đuổi việc hắn. Thái độ của Ngô Bình khiến tên kia bị bẽ mặt, nhưng hắn lại không dám mạnh miệng nữa. Đúng lúc này, giọng của đạo diễn đã vang lên trong bộ đàm, mọi người còn làm gì thế? Sắp ghi hình rồi, sao không thấy ai ra cả. Tên có dâu như hoàn hồn, vội cầm bộ đàm lên rồi nói, đạo diễn, có người đang gây rối ở đây, anh mau tới giải quyết đi ạ. À. Đạo diễn đó nổi giận rồi chạy ngay tới phòng hóa trang, ông ta đã ngoài 40 tuổi, đầu tóc rối bời, mắt thì đỏ ngầu. Ông ta đã thức suốt đêm chuẩn bị cho buổi ghi hình hôm nay nên giờ đầu óc đang căng như dây đàn. Các người làm gì thế hả? Có định quay nữa không? Không thì về hết đi, ông ta gào lên rất to tên có dâu chạy nghe tới rồi chỉ vào Ngô Bình, đạo diễn, anh ta nhận mình quen xếp vệ, sau đó còn bảo Mã Ngọc Phụng hạ độc lâm băng tiên. Cô gái tên là vội tuổi thân nói, đạo diễn, anh ta như bị điên ấy, anh mau cho người vào đuổi anh ta ra ngoài đi. Dù đạo diễn đang rất bực, nhưng vẫn còn minh mẫn. Sau khi nghe thấy chuyện hạ độc, ông ta bình tĩnh lại hỏi chuyện là thế nào. Ngô Bình, chào đạo diễn, tôi là bạn của Lâm Băng Tiên, có người đã bỏ độc vào phấn trang điểm của cô ấy, tôi nghi là do Mã Ngọc Phụng làm. Tôi đã gọi cho vệ Thanh Ảnh rồi, cô ấy đang trên đường tới. Đạo diễn hơi bất ngờ, người có thể gọi điện bắt vệ Thanh Ảnh tới chắc chắn có thân phận không bình thường. Ông ta không còn tỏ vẻ giận dữ nữa mà nói, sắp quay rồi, giờ các người làm vậy thì có định để chương trình phát sóng nữa không? Ngô Bình, ghi hình là chuyện rất quan trọng, nhưng đầu độc là chuyện liên quan đến pháp luật rồi tôi có quyền yêu cầu các ông dừng quay để phối hợp điều tra. Ngô Bình giờ chứng nhận từ bộ an ninh trật tự của mình ra, đạo diễn cầm lấy xem rồi cả kinh. Ông ta nhìn Ngô Bình rồi hạ giọng, hay anh cứ cho ghi hình trước được không? Các giám khảo đang chờ bên ngoài rồi, giờ mà ngừng quay thì tôi biết ăn nói với họ thế nào. Ngô Bình, ông bảo họ chờ thêm một lát. Đạo diễn bó tay, đành ra ngoài nói chuyện với các giảm khảo. Trong lúc đó, Mã Ngọc Phụng đã sợ đến mức tái mặt mười phút sau vệ thanh ảnh đã tới cô ấy xin lỗi ngô bình ngay xin lỗi anh ngô tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này băng tiên không sao chứ ngô bình may mà tôi phát hiện kịp thời không thì hậu quả khó lường tên có dầu đần mặt ra xếp vệ còn khách sáo với ngô bình như vậy rốt cuộc anh là ai mã ngọc phụng ngồi được ra toàn thân run rẩy cô ta biết mình xong đời rồi các thi sinh nữ khác cũng đang thì thầm to nhỏ với vẻ sửng sốt sau khi hỏi rõ mọi chuyện vệ thanh ảnh nhìn mã ngọc phụng nếu giờ cô nhận lỗi thì tôi còn cứu được mã ngọc phụng bật khóc xếp tôi sai rồi tên có dâu vừa ngạc nhiên vừa tức giận rồi vội tránh mã ngọc phụng thật xa sau đó chỉ vào mặt cô ta mà mắng vừa gặp tôi đã biết cô không phải người tốt rồi quả nhiên tôi đã đoán đúng vệ thanh anh sầm mặt nói tại sao cô lại làm thế mã ngọc phụng bật khóc nói vì lâm băng tiên quá xuất sắc chúng tôi cùng một nhóm cứ thế này tôi thấy mình sẽ thua mất nên nên mới nhờ một người bạn học hóa làm cho một loại chất độc nhẹ sau đó lén bỏ vào phấn của lâm băng tiên vệ thanh ảnh tức phát run sao trong các thí sinh lại có một người xấu xa như cô nhỉ tổ trưởng vương báo cảnh sát mã ngọc phụng hét lên đừng tôi sai rồi tôi không muốn ngồi tù tôi không muốn rời khỏi cuộc thi xong dù mã ngọc phụng có nói gì cũng vô dụng cô ta đã bị bảo vệ kéo ra ngoài tên có dầu định chuồn nhưng đã bị Ngô Bình gọi lại, anh qua đây. Hắn cứng người rồi chậm chậm quay lại, sau đó mỉm cười nịnh nọt, anh Ngô, anh gọi tôi có việc gì thế? Ngô Bình, tôi đã bảo khi nào vệ thanh ảnh đến, tôi sẽ bảo cô ấy đuổi việc anh, giờ anh đi được rồi. Không cần đoán Ngô Bình cũng biết, Mã Ngọc Phụng dám to gan làm vậy là nhờ tên có dâu này. Cho nên anh không thể giữ hắn ở lại. Vệ thanh ảnh nói luôn, Vương Cao Phong, anh bị đuổi tên có dâu hoảng loạn, xếp vệ, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội. Vệ thanh ảnh mất kiên nhẫn xua tay, hắn cũng bị bảo vệ lôi ra ngoài. Bấy giờ, vệ thanh ảnh mới ái náy nói, anh ngô, tôi rất xin lỗi, không ngờ lại xảy ra chuyện này, là do tôi thất trách. Ngô Bình Bình thản nói, tôi không muốn có chuyện như vậy tiếp diễn nữa. Chắc chắn rồi, vệ thanh ảnh vội nói, thật ra tôi đang dồn toàn lực để giúp băng tiên nổi tiếng. Cô ấy có điều kiện tốt, sau chương trình này, kiểu gì cũng nổi tiếng Ngô Bình gật đầu phiền cô à Lục Kình ba không gây áp lực cho cô nữa chứ Vệ Thanh ảnh cười trừ mấy hôm trước Sơn Hải gặp rất nhiều chuyện phiền phức tôi quyết định từ bỏ nhưng chẳng hiểu sao hai hôm nay lại sóng yên biển lặng rồi Ngô Bình nhà họ Lục bị cảnh cáo rồi sau này sẽ không còn ai gây chuyện với cô và Trần Lăng Sương nữa đâu Vệ Thanh ảnh kinh ngạc chuyện này cũng do Ngô Bình làm ư cô ấy hỏi dò anh ngô lục kình ba dừng tay thật ư ngô bình ừm cô yên tâm đi vệ thanh ảnh thở phào một hơi trước đó cô ấy rất lo lắng dẫu sao nhà họ lục có thế lực không nhỏ lại có quyền thế ở thiên kinh sơn hải là công ty ở nơi khác đến không nên đắc tội với họ giờ nhà họ lục đã bị ngô bình cảnh cáo vậy là cô ấy có thể yên tâm rồi sau này cứ dốc sức phát triển sơn hải ở thiên kinh thôi sau đó vệ thanh ảnh đã xếp cho Ngô Bình ngồi ở vị trí cho khách quý. Chương trình rất hay, đây cũng là lần đầu tiên anh xem Lâm Băng Tiên biểu diễn. Cùng lúc đó, Lục Kinh Ba đang thực hiện nốt các bước cuối cùng để bán ba đài truyền hình và trang mạng cho Diệp Huyền. Ký kết xong, ông ta lái xe đến tổng bộ của bang Long xà Luôn. Hình như mọi người đều quên mất một điều, Lục Kinh Ba không chỉ là người nhà họ Lục, mà còn là phó bang chủ của Long Xà một nhân vật trong giang hồ. Lục Kinh Ba chán nản đi vào phòng khách của Tổng bộ bang Long Xà, một ông lão đang ngồi ở đây, đứng hai bên là không ít thành viên quan trọng của bang phái. Ông lão đã nhiều tuổi, tóc búi cao, mặt tròn, lông mày giàu, mắt sáng. Lục Kinh Ba cúi đầu chào, tham kiến bang chủ. Ông lão gật đầu, Kình Ba đừng đa lễ. Lục Kinh Ba đứng dậy rồi nói, bang chủ, Kình Ba đến bước đường cùng rồi, mong bang chủ giúp đỡ. chương 216, Yêu Ma nhảy múa ông lão ấy chính là Tả Vân Tinh, bang chủ của bang Long Xà. Tả Vân Tinh nhẹ nhàng nói, tôi đã biết chuyện của cậu rồi. Tên Diệp Huyền kia nên cần rẻ chừng, cách làm trước đó của cậu quá lỗ mãng. Lục Kinh ba thở dài, bang chủ, lần này công ty của tôi bị Diệp Huyền giành mất. Tôi chịu thiệt hại ít nhất là 100 tỷ. Tả Vân Tinh hừ giọng, miếng mỡ 100 tỷ ấy, đâu phải ai cũng nuốt trôi được. Tên Diệp Huyền kia dù có chỗ dựa lớn đến mấy cũng chỉ là người, là con người thì át có sinh lão bệnh tử. Chuyện này để tôi xử lý. Những chuyện sau đó, cậu không cần hỏi nhiều nữa. Lục Kinh Ba cảm mừng. Ông ta hiểu rõ tính tình của bang chủ bang Long Sa. Bèn nói ngay cảm ơn bang chủ. Nếu bang chủ có thể giúp tôi lấy lại công ty, sau này Kinh Ba sẽ hiến tặng 100 triệu cho bang Long Sa. Tả Vân Tinh cười, những chuyện này để sau hãng nói. Trong chuyện này còn có một người tên Ngô Bình. Dạo trước, Lâm Hổ Vương bị cậu ta dùng ám thủ. Hiện giờ sống không bằng chết. Anh trai Lâm Thiên Vương của hắn như phát điên vậy, đang đi tìm tên Ngô Bình này khắp nơi. Lát nữa, tôi sẽ sai người tiết lộ tin Ngô Bình đang ở thủ đô cho Lâm Thiên Vương biết. Hai mắt lục kình ba sáng rực, bang chủ sáng suốt. Lâm Thiên Vương sở hữu năng lực rất mạnh, Ngô Bình chắc chắn không phải đối thủ. Tả Vân Tinh nói, vẫn chưa đủ, tên Ngô Bình này là truyền nhân của Đông Phật Tiên Sinh. Mà kẻ địch của Đông Phật Tiên Sinh đang ở Thiên Kinh tên là Trương Nguyên Cổ, ông chủ của tổ chức tiên cơ. Nếu có thể hợp tác với hắn, đừng nói Ngô Bình, ngay cả người đứng sau Ngô Bình cũng phải xong đời. Lục Kinh Ba hào hứng đến mức run rẩy cả người, vậy tên Trương Nguyên Cổ ấy sẽ giúp chúng ta à, bang chủ? Không phải hắn giúp chúng ta, mà là chúng ta giúp hắn tiêu diệt đối thủ. Tả Vân Tinh cười nói, Trương Nguyên Cổ là đệ tử của Đông Phật Tiên Sinh, sau đó phản bội sư môn, nương nhờ nhà tư đồ của nước Mễ. Bây giờ hắn về nước phát triển, đang muốn trèo lên vị trí cao nên buộc phải đạp sư đồ đông phật tiên sinh xuống lục kình ba gật đầu thì ra là vậy lúc này ngô bình còn đang xem chương trình biểu hiện của lâm băng tiên vẫn rất tốt vệ thanh ảnh ngồi ngay bên cạnh ngô bình cô ấy cười hỏi anh ngô à lần này anh đến thủ đô chính vì để thăm băng tiên không đâu tôi có chút việc cần phải xử lý lý thôi ngô bình đáp về phần băng tiên làm phiền cô vệ vệ thanh ảnh đáp nào có là việc tôi nên làm mà nghĩ đến diệp huyền anh bèn hỏi cô vệ có biết diệp huyền không vệ thanh ảnh gật đầu tiếng tăm của anh diệp ai mà chẳng biết đó là nhân vật lớn của giới giải trí mà tôi ngưỡng mộ đã lâu ngô bình nói diệp huyền đã thu mua đài truyền hình và các trang video của lục kình ba tôi cảm thấy hai người có thể hợp tác đôi mắt vệ thanh ảnh sáng lên được hôm nào phiền anh giới thiệu cho tôi nhé được thôi khi nào về tôi sẽ sắp xếp, Ngô Bình mỉm cười đồng ý. Xem đến nửa chương trình, Ngô Bình nhận được tin nhắn của Diệp Huyền, bảo là anh ta đã hẹn một nhà siêu tầm hổ phách kia rồi, hỏi anh có rảnh vào trưa nay không? Anh xem đồng hồ, thấy bây giờ vẫn còn kịp, bèn chào tạm biệt vệ thanh ảnh. Hai bên hẹn gặp nhau ở gần nhà của nhà siêu tầm kia. Quảng Hải lái xe, đi đến điểm hẹn. Nhưng họ chờ suốt 20 phút, Diệp Huyền vẫn không lộ diện. Quảng Hải hơi sốt ruột, bèn nói, sư thúc tổ, chắc Diệp Huyền bị tắc đường, để đệ tử gọi điện hỏi. Vừa gọi được, Quảng Hải đã phàn nàn, Diệp Huyền à, đã chờ anh 20 phút rồi đấy, anh. Đột nhiên anh ấy ngừng lại, trầm giọng hỏi, ai đấy? Quảng Hải nhìn sang Ngô Bình, đoạn nói, sư thúc tổ, đối phương bảo là Diệp Huyền đang nằm trong tay họ. Ngô Bình bắt máy nghe, đanh giọng hỏi, anh là ai? Đối phương bật cười đầy đáng sợ, tôi là ai? Không quan trọng. Đưa máy cho Diệp Thiên Tông. Lòng Ngô Bình trùng xuống. Đối phương bảo Diệp Thiên Tông nghe máy, chứng tỏ đã biết quan hệ giữa Diệp Huyền và Diệp Thiên Tông. Diệp Thiên Tông không có ở đây, có chuyện gì cứ nói thẳng với tôi. "Ồ, cậu là ai?" đối phương hỏi. "Tôi là Ngô Bình." Ngô Bình đáp. "Ngô Bình, chưa từng nghe tên." Đối phương bảo, "Trong vòng 10 phút, bảo Diệp Thiên Tông liên hệ với tôi, nếu không thì đừng hòng gặp lại cháu trai nữa." dứt lời đối phương đã cúp máy ngô bình im lặng giây lát nói với quảng hải lái xe đi gặp sư phụ anh cùng lúc ấy anh liên lạc với diệp thiên tông trên đường đi diệp thiên tông đang nghỉ ngơi ở nhà nhận được điện thoại của ngô bình ông ấy bật dậy song vẫn cực kỳ bình tĩnh nói sư đệ cậu đến đây nhanh nhé chúng ta gặp nhau rồi nói quảng hải lái xe cực nhanh chưa đến nửa giờ xe đã về núi cùng lúc đó người phụ trách âm thầm bảo vệ Diệp Huyền cũng đã đến. Vốn dĩ nhóm người bảo vệ Diệp Huyền có 7 người, nhưng số người sống sót trở về chỉ có một, hơn nữa còn bị thương nặng. Người này chỉ kịp nói đơn giản mấy câu đã không gắng gượng được nữa, cuối cùng chỉ báo một tin cho Diệp Thiên Tông rằng, chuẩn bị 100 triệu tiền chuộc và đợi chuộc người. Lúc Ngô Bình đến nơi, Diệp Thiên Tông đang quay lưng với đại sảnh, nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tường đến thẫn thờ. Sư Huynh, anh gọi diệp thiên tông ừ một tiếng sư đệ cậu đoán kẻ bắt diệp huyền là ai ngô bình lắc đầu anh luôn hết mực bảo vệ diệp huyền ngay cả người bảo vệ nó còn không biết thân phận của nó thật ra thì ngoài những người sư huynh đệ như chúng ta người ngoài đều không biết diệp huyền chính là cháu anh trương nguyên cổ cũng biết ngô bình hỏi diệp thiên tông khẽ thở dài đúng vậy lòng ngô bình trúng xuống sư huynh trương nguyên cổ thật sự làm thẳng tay vậy sao Diệp Thiên Tông lắc đầu, không phải Trương Nguyên Cổ làm đâu. Ngô Bình ngây ra, không phải ư. Diệp Thiên Tông đáp, nếu anh là Trương Nguyên Cổ thì chỉ cần truyền tin tức Diệp Huyền là cháu anh ra ngoài thôi, tự khắc sẽ có người ra tay với anh. Ví dụ như hắc đế của nước mế, nhẫn điện của đông doanh, vân vân. Ngô Bình hỏi, vậy có thể là thế lực nào? Vẫn chưa rõ, nhưng có thể khẳng định một điều, Trương Nguyên Cổ nhất định có can dự. Ông ấy thở dài, ánh mắt thấp thoáng vẻ buồn bã ngày xưa vì bảo vệ huyền nên anh không cho nó tu hành xem ra bây giờ anh vẫn làm chưa đủ ngô bình vội nói sư huynh đừng quá lo lắng chắc chắn chúng ta có thể cứu diệp huyền về mạo hiểm rất lớn diệp thiên tông quay lại nhìn ngô bình sư đệ chuyến đi này thập cửu nhất sinh nếu anh không thể quay về cậu đừng trả thù cứ tu luyện thật tốt rồi sẽ có ngày cậu trở thành cao thủ tuyệt đỉnh trả thù cho sư huynh cũng không muộn ngô bình thấy đầu mình tê dần sao sư huynh lại nói mấy lời này kia chứ diệp thiên tông cười khổ đối phương ra tay với diệp huyền thì chắc chắn đã có sự chuẩn bị hoàn hảo bọn họ muốn dùng tính mạng của huyền để uy hiếp anh chỉ đành ngoan ngoãn làm theo lời họ mà như vậy e là anh không còn đường sống sót ngô bình nhíu mày sư huynh anh bi quan quá anh cứ ngồi ở nhà chờ tin em đến hiện trường trong chuyện truy tìm tung tích Ngô Bình nói mình xếp thứ hai thì không ai dám nói xếp thứ nhất. Anh tin chắc sẽ tìm được Diệp Huyền dựa vào nhãn lực của mình. Diệp Thiên Tông xua tay, sư đệ, cậu đừng tham gia. Ngô Bình trầm giọng nói, sư huynh, tin em, chắc chắn em sẽ tìm được Diệp Huyền. Không chờ Diệp Thiên Tông đồng ý, anh đã gọi Quảng Hải rồi đi đến địa điểm Diệp Huyền bị bắt. Đi được nửa đường, anh bắt đầu liên lệ với Hàn Bạch để nhờ hỗ trợ. chương 217, Động Quỷ hàn bạch cung cấp video giám sát gần nơi xảy ra vụ việc đoạn video cho thấy diệp huyền đang lái xe đến gần công viên thì bị một chiếc xe tải tông mạnh vào bên hông xe của diệp huyền bị lật ngã xuống đất anh ta bị mắc kẹt trong xe sau đó một chiếc xe đầu kéo đã kéo chiếc xe đi đoạn video lần theo dấu vết của chiếc xe kéo kia và hiển thị rằng nó đã lái đến vùng núi phía bắc của thiên kinh nơi đó nhiều ngã rẽ lượng camera giám sát lại hạn chế rất khó tìm được chính xác hướng đi của xe đầu kéo khi xe của ngô bình đi vào vùng núi quảng hải giảm tốc độ và hỏi sư thúc như vậy có tìm được không ngô bình nhìn chằm chằm vào mặt đường chiếc ô tô bị tông hỏng của diệp huyền đã xuất hiện tình trạng dò dỉ chất chống đông vậy nên suốt đường đi anh luôn dựa vào manh mối này để lần theo dấu vết chiếc xe xe lại chạy thêm mấy chục mét nữa ngô bình đột nhiên bảo quảng hải dừng xe lại anh xuống xe nhìn chất chống đông đã khô trên mặt đất nhíu mày trầm ngâm chất chống đông tích tụ ở đây, chứng tỏ xe đầu kéo đã đỗ ở đây ít nhất 10 phút. Anh đưa mắt nhìn sang một bên, đó là một con mương bỏ hoang rất sâu, bên kia mương là rừng núi hoang sơ, gai chẳng chịt. Anh phát hiện có mấy sợi quần áo rất mảnh trên gai, hơn nữa còn hơi tách ra hai bên. Điều này chứng minh từng có người đi qua nơi này để lên núi. Ngô Bình nói với Quảng Hải, báo cho sư phụ anh đến đây. Anh đừng đi, cứ ở đây chờ họ. Quảng Hải vội hỏi, Sư thúc à, Diệp Huyền từng đến nơi này ư. Ngô Bình gật đầu, rất có khả năng ở gần núi. Tôi sẽ lên đó xem thử, anh đừng đi lung tung. Xuất lời, anh không chờ Quảng Hải hỏi tiếp thì đã nhảy xuống mương, đi lên núi. Đi được một đoạn thì xuất hiện một con đường núi do người ta mới mở. Xem ra đám người này cố tình không phá hỏng khu vực lối vào để tránh thu hút sự chú ý của người khác. Sau khi đi bộ thêm 4, 500 mét dọc theo đường núi, anh lại trèo qua một triền núi rồi đi xuống, tiến vào một thung lũng. Theo dấu chân, anh phát hiện đám người nọ đã đi về phía đông dọc theo thung lũng. Anh lập tức trở nên cẩn trọng hơn, vì lờ mờ cảm nhận được gần đây có người, nên anh cố gắng lợi dụng cỏ cây và sỏi đá để che chắn, chậm rãi dảo bước về phía đông. Mới đi được mười mấy mét, tay anh khẽ cử động, bèn nhìn về phía tảng đá cách đó vài chục mét. Có hai người đang giúp mình sau tảng đá, vì sợ bị muối đốt, họ đều mặc quần áo chống mũi. Nhưng đang là mùa hè, nhiệt độ trên núi rất cao, hai người này đều đổ mồ hôi nhễ nhại, một người còn đang than thở, thời tiết quái quỷ này vừa oi vừa nóng, sợ là không mưa. Người còn lại bảo, cố chịu đi, ai mà dám chống lại lệnh cấp trên. Hay, cái nơi mà chim còn chẳng buồn ngó ngàng này có gì để canh giữ đâu. Cả buổi trời rồi mà tôi còn không thấy một con thỏ chạy qua, người kia lào bào. Phát hiện hai người họ, Ngô Bình bèn lặng lẽ đến gần. Anh đem bột thuốc lấy từ chỗ dược sư ra, đổ một ít lên móng tay rồi bắn về một trong số họ. Đôi bên cách nhau mười mấy mét, anh thi triển niêm hoa chỉ, búng cực kỳ chuẩn xác, một làn khói đã sộc vào mũi đối phương. Người nọ giật mình, rồi dần dần, đồng tử giãn to ra, ánh mắt lờ đờ. Ngô Bình tiếp tục đánh thuốc bằng cách ấy với người còn lại. Loại bột thuốc này có thể khiến tinh thần người ta đờ đẫn, hiệu quả cực tốt anh lập tức tiến lại hỏi, hai người là người của ai? Chúng tôi là người của độc Phật, một người trả lời. Ngô Bình kinh ngạc, độc Phật của thủ đô ấy à? Người còn lại gật đầu, phải, chính là ông Phật. Ngô Bình từng trò chuyện với Diệp Thiên Tông, ông ấy có nhắc đến mấy nhân vật lớn không ai dám chọc vào của thủ đô, bản lĩnh đáng gớm, chỗ sửa vững mạnh, ngay cả ông ấy cũng phải kiêng rè. Mấy người này bao gồm Tiểu Vũ Hoàng, Phong Tiên, Tài Thần, Độc Phật, Quỷ Vương, Vu Vương. Trong số này, Độc Phật có thể xếp thứ tư, chứng tỏ thực lực rất mạnh. Sáu người này đều nhờ năng lực phi thường mà nhận được rất nhiều sự mến mộ, trong đó có cả người nổi tiếng và doanh nhân tầm cỡ. Sức ảnh hưởng của mỗi một người đều lớn kinh khủng. Diệp Thiên Tông còn kể rằng ông ấy từng xảy ra mâu thuẫn với Độc Phật. Một đệ tử của Độc Phật phạm lỗi, xỉ nhục và sát hại ba sinh viên, Diệp Thiên Tông đã bắn chết người này ngay tại chỗ. Độc Phật gọi điện cầu xin nhưng Diệp Thiên Tông không nể mặt. Kể từ đó, Độc Phật cứ nằm lần bảy lượt gây rắc rối cho ông ấy. Độc Phật muốn làm gì?" anh hỏi tiếp. Một người đáp, "Ông Phật làm gì thì chúng tôi không biết. Có điều, hôm nay họ có đưa đến một người và vứt vào động quỷ." "Động quỷ, nơi đó là gì?" Ngô Bình hỏi. "Một nơi cực kỳ đáng sợ. 30 năm trước, ông Phật sai người chiếm cứ động quỷ, thường đưa người đến đó." nhưng cụ thể làm gì thì chúng tôi cũng không rõ. Ngô Bình cảm thấy rất lạ, anh hỏi, động quỷ ở đâu? Đi về phía trước hơn 300 mét nữa sẽ thấy. Có ai canh gác không? Có, có xây một căn nhà bên ngoài động quỷ. Muốn tiến vào động quỷ thì phải đi vào căn nhà đó trước, nhưng trong nhà có người canh giữ. Ngô Bình gật đầu, anh lại đi về phía trước thêm một đoạn nữa, quả nhiên nhìn thấy một tòa nhà ba tầng được xây dựa vào vách núi. Anh lẻn vào một nơi gần tòa nhà nhỏ ấy để quan sát, nhìn thấy có 15 người trong tòa nhà, tầng 1 có 5 người, tầng 2 có 10 người, tầng 3 để đồ dùng sinh hoạt. Ở tầng 1 có một cánh cổng sắt lớn, sau cánh cổng sắt là một hang động tối om, anh nhìn thấy sát khí lạnh lẽo thổi ra từ hang động, lờ mờ nghe được âm thanh ma quỷ gào khóc trong tâm trí mình. Lúc này, trên tầng 2 có mấy người đang đánh bạc, đánh cũng lớn lắm. Một trong số họ thua đến đỏ mặt, đang mắng chửi Bọn bây đoán xem, ông Phật bảo chúng ta canh gác ở đây mấy năm trời rồi, rốt cuộc muốn làm gì? Phát triển điểm tham quan du lịch hà. Một người bảo, mày thì hiểu quái gì? Tao nghe mấy người thân cận của ông Phật từng bảo, hang động này thật ra là một trong 72 sát địa, người và động vật vào đó đều phải chết. Thế có tác dụng gì? Dùng nó để giết người, người kia lắc đầu. Vậy thì không biết, nhưng ông Phật đã đưa một người vào đó rồi, chắc chắn ông ấy đã có dự tính riêng. Ngô Bình ẩn náu nghe ngóng một hồi, sau đó đứng thẳng dậy, trở về theo đường cũ. Tình hình bên này, anh đã nắm rõ rồi, giờ là lúc trở về hội họp với Diệp Thiên Tông. Trèo qua núi, anh gặp được Diệp Thiên Tông và vài thuộc hạ ở giữa đường. Bọn họ vừa đến đã men theo con đường mà Ngô Bình đã đi để lên núi. "Sư đệ, có phát hiện gì không?" Diệp Thiên Tông hồ hởi hỏi. Ngô Bình gật đầu, "Diệp Huyền bị nhốt trong động quỷ. Nơi đó có người canh giữ." tu vi không yếu. Diệp Thiên Tông hỏi, đối phương là ai? Độc Phật, Ngô Bình nói, nghe họ nói chuyện, hang động ấy là một trong 72 sát địa. Diệp Thiên Tông rất đối kinh ngạc, thoát cái như đã ngộ ra gì đó, ông ấy bèn nói, anh hiểu rồi. Độc Phật nhất định đang bài bố sát trận ở đó, chỉ cần anh vào đó, chắc chắn sẽ chết. Ngô Bình nói, sư huynh à, em khá thạo trận pháp. Lát nữa em vào cứu người trước, sư huynh đứng canh giữ bên ngoài nhé. Diệp Thiên Tông gật đầu, "Được, phiền sư đệ rồi." Cả hai cùng đi về phía trước, Ngô Bình hỏi, "Sư huynh, độc Phật có lai lịch thế nào vậy?" Chương 218: Kế hiểm độc. Diệp Thiên Tông nói, "Độc Phật từng là hòa thượng, không biết sao lại học được một môn võ công rất cao cường, tên là Kim Y thần công, đao súng không xuyên qua nổi. Dù có là anh ra tay thì cũng khó lòng giành chiến thắng. Người này có thù tất trả, thủ đoạn tàn ác, lại giỏi dùng độc, nên mới có tên là Độc Phật." ngô bình đáp sư huynh và độc phật chỉ xảy ra mâu thuẫn một lần đó thôi mà mâu thuẫn chỉ là bề ngoài diệp thiên tông giải thích sự tồn tại của thần võ ti đã trói buộc chân tay của độc phật năm đó độc phật từng cạnh tranh vị trí đứng đầu thần võ ti vì địa vị giang hồ của sư phụ nên cuối cùng anh đã thắng ngô bình hỏi nếu giết chết được sư huynh độc phật sẽ có cơ hội vào thần võ ti diệp thiên tông trả lời đây không phải lý do độc phật ra tay với anh nguyên nhân thật sự nằm ở trương nguyên cổ, nếu không phải hắn đứng đằng sau, độc Phật tuyệt đối không dám ra tay với anh. Ngô Bình nói, sư huynh, chúng ta cứu Diệp Huyền ra, đối phương chắc chắn sẽ không để yên. Diệp Thiên Tông cười khẩy, trước đây anh không có sự đề phòng. Từ sau hôm nay, đôi bên khai chiến, chưa biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào, tất cả đều dựa vào bản lĩnh mỗi người. Ngô Bình hỏi, đánh cả hai nhà ư. Diệp Thiên Tông đáp ngay, tất nhiên phải diệt độc Phật trước sau đó mới giết Trương Nguyên Cổ. Ngô Bình hơi lo lắng, sư huynh, đối phó Trương Nguyên Cổ có cần nhờ sư phụ ra tay không? Diệp Thiên Tông cười lạnh lùng, sư đệ à, anh quản lý thần võ ti đã 20 năm, nắm trong tay rất nhiều bí mật mà người khác không biết. Dù có là 10 tên Trương Nguyên Cổ, anh cũng giết được. Trước đây anh không ra tay vì hắn không chạm đến giới hạn cuối cùng của anh. Nhưng hiện nay, nếu hai bên đã khai chiến, anh đâu còn gì phải e rè nữa. Ngô Bình hỏi, Tiên Cơ cũng là tổ chức do phía trên thành lập nhỉ? Hai bên đánh nhau thế này, họ không quan tâm sao? Diệp Thiên Tông trả lời, đối tượng chúng ta giết là Trương Nguyên Cổ, không phải Tiên Cơ. Sao phía trên phải quan tâm chứ? Hắn là kẻ đứng đầu Tiên Cơ mà còn không giữ nổi mạng sống của mình, thì họ còn mong gì đến chuyện hắn có thể phát triển Tiên Cơ? Ngô Bình lặng im, anh biết Diệp Thiên Tông thật sự nổi giận rồi, ông ấy nhất quyết phải giáng cho Trương Nguyên Cổ một đòn thật mạnh. Lúc này, đoàn người đã đi đến thung lũng, Ngô Bình chỉ hướng, một nhóm cao thủ bèn sông đến đó. Cách đó vài trăm mét, Ngô Bình có thể nghe thấy tiếng gào thét thảm thương. Đến lúc họ đi đến trước căn nhà, trong nhà đã chất đầy thi thể, toàn bộ người canh gác đều bị giết. Ngô Bình vừa chỉ vào cánh cổng sắt vừa nói, sư huynh à, động quỷ ở ngay phía sau cửa. Có lẽ Diệp Huyền bị nhốt bên trong. Diệp Thiên Tông dùng trưởng để mở cửa sắt, để lộ hang động tối tăm một luồng sát khí u ám từ trong hang động sộc ra, khiến tất cả đều dùng mình. Đúng lúc này, một tiếng bùm cực lớn vang lên bên ngoài khiến núi rừng rung chuyển. Ngô Bình ngẩng đầu lên, dùng năng lực để nhìn xuyên qua nóc nhà, thấy có một vụ nổ trên đỉnh núi cách đây hơn 100 mét, một lượng lớn đá tảng đang lăn về phía căn nhà. Anh thất kinh, vội gào lên, mau vào hang động. Đồng thời, anh dùng hai tay đẩy, những người xung quanh đều bị anh đẩy vào hang động, cùng lúc đó kéo Diệp Thiên Tông chạy vào trong. Bấy giờ mọi người mới kịp phản ứng, bèn ra sức chạy vào trong hang động. Nhưng dù vậy, vẫn có ba người phản ứng chậm một nhịp. Một tiếng động lớn vang lên, một tảng đá lớn rơi xuống, san bằng toàn bộ căn nhà, ba người họ bị đè chết tươi. Đá vụn lấp kín cửa động, hang động tối như mực, giơ tay ra còn chẳng thấy được năm ngón. Đôi mắt ngô bình như muốn bốc lửa, anh phẫn nộ gầm lên, tên độc Phật này đúng là quá ác độc anh tính toán đủ đường mà vẫn chẳng ngờ đối phương còn ra chiêu này, cho nổ ngọn núi hồng chôn vùi họ dưới đáy thung lũng. Ngược lại, Diệp Thiên Tông rất bình tĩnh, ông ấy bảo thuộc hạ lấy đèn pin ra soi đường. Đường trong hang động vừa hẹp vừa thấp, sâu hun hút, không biết xa chừng nào. Cửa động bị lấp, tất cả đều bị nhốt, chỉ đành chờ cứu viện. Ngô Bình lo cho Diệp Huyền, bèn nói: "Sư huynh, mọi người đứng yên chờ em. Em vào trong xem thử." Ngô Bình nói anh muốn cứu Diệp Huyền ra trước. Diệp Thiên Tông đáp, sư đệ, cậu phải cẩn thận. Ngô Bình soi đèn pin, chậm chậm đi vào trong, càng vào sâu, hang động càng hẹp, thấp đến mức phải không người mới đi qua được. Dọc đường, anh không phát hiện sát trận, nhưng sát khí càng lúc càng dày đặc, khiến anh cực kỳ không thoải mái. Anh buộc phải lấy 5 đồng tiền phép ngũ đế ra, mượn năng lượng Phật của phía trên để bảo vệ mình. Đi được khoảng mấy chục mét, đường bỗng rộng hơn, sau đó tiến vào vùng sườn núi có diện tích hơn 1.000 mét vuông. Núi đá bên trong trộn lẫn vào nhau, Diệp Huyền bê bết máu toàn thân, đang nằm trên một tảng đá dài. Xung quanh anh ta rõ ràng có bài bố sát trận. Nếu không nhờ sở hữu năng lực nhìn thấu vạn vật, anh sẽ không thể phát hiện sự tồn tại của sát trận này. Nơi này nguy hiểm trùng trùng, một khi manh động lao đến, sát trận sẽ lập tức giết chết anh. Có điều, anh đã nhìn thấu sát trận này, phá giải cũng dễ hơn nhiều. Anh nhặt một hòn đá lên, đập vào tâm sát trận, một món pháp khí làm bằng đồng. Một tiếng keng vang lên, món đồ đồng ấy bị đập vỡ, sát trận rút lui. Anh lập tức đến kiểm tra tình trạng của Diệp Huyền, xương chân đã gãy, chảy xước nhiều nơi, cơ thể bị sát khí xâm nhập, tính mạng như chỉ mảnh treo chuông. Ngô Bình đặt ngay năm đồng tiền ngũ đế lên người Diệp Huyền, sau đó cõng anh ta ra ngoài. mới đi được mấy bước, anh đột nhiên dừng lại, mắt nhìn chăm chăm một tảng đá đen xì tảng đá này cao hơn một mét, bề mặt gồ ghề, sờ vào còn cứng hơn gang thép. Sát khí xung quanh nó cực kỳ dày đặc, hơn nữa, mặt bên của nó có cắm một thanh kiếm, chỉ lộ ra chuôi kiếm. Chuôi kiếm hình như làm bằng xương thú, lấp lánh ánh sáng kim loại, cuối thanh kiếm có khảm một viên đá quý màu đỏ như máu. Anh nhìn xuyên qua tảng đá, phát hiện tảng đá và mặt đất là một thể, bên trong nó có mạch đá tự nhiên. Sát khí dày đặc đã men theo mạch, liên kết với lưới kiếm bên trong sát khí cuồn cuộn như vậy mà mà lại bị lưới kiếm hút lấy sạch sẽ. Điều này làm anh cực kỳ ngạc nhiên. Đá dưỡng kiếm, anh kinh ngạc kêu lên, nghĩ đến một ghi chép trong phiến ngọc. Có tiên nhân từng phát hiện một khối đá có sát mạch bên trong, nên đã cắm kiếm vào trong, liên kết với sát mạch ấy, mượn nó để rèn nên sát lực của kiếm. Không biết thanh kiếm đã được dưỡng ở đây bao nhiêu năm nhỉ, hời cho mình rồi, anh cười to, lập tức cắn mạnh lưới, Phun một ngụm máu lên viên đá quý đỏ như máu trên chuôi kiếm. Một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra, viên đá quý đỏ kia ngay lập tức hấp thụ máu, trên chuôi kiếm xuất hiện đường vân màu máu. Lúc này lồng ngực Ngô Bình đang rung lên, tạo ra những âm tiết kỳ quặc và liên tục điều chỉnh tần số. Đây là một loại chú có thể luyện hóa pháp khí. Anh thử 10 phút, cuối cùng cũng bắt được mạch chuẩn xác. Sát. sát lực trong thanh kiếm dài ấy hình thành cộng hưởng với âm thanh mà anh thốt ra. Giây sau đó, anh đã nắm lấy thanh kiếm, thần ý men theo chuôi kiếm tiến vào kiếm thể, lập tức cảm nhận được luồng sát ý lạnh thấu xương. Cơ thể anh không khỏi tê dại, gần như cứng đờ. Anh vội vàng khởi động chân khí màu vàng, chậm chậm thích ứng thanh kiếm này. Mười phút nữa trôi qua, anh khẽ kêu lên một tiếng rồi rút cả chuôi kiếm ra. Thanh kiếm dài chừng một mét hai, lưới kiếm mỗi bên có bốn mặt, hình dáng giống với kiếm hán tám mặt, sắc bén cực kỳ. Người khác một khi ở cách lưới kiếm này trong vòng một mét, lông tơ sẽ thi nhau đứt ra rơi xuống, lạnh lẽo thấu xương. Lúc này anh mới kích thích chân khí một chút, mũi kiếm lập tức phóng ra ánh sáng dài mười mấy cm. Ánh sáng của kiếm là sát khí đã được hấp thụ qua từng ngày, có tính ăn mòn cực mạnh, cắt sắt như bùn. Anh vẫy kiếm thật nhẹ, cột đá đã dễ dàng đứt làm hai đoạn hệt như miếng đậu phụ vậy. Audio điện tử võ tấn bền kết tập 16